Sạt ra từ này đến giờ không lấy sạt ra đấy, cái sạt như thế này. Cui đi em, để các người khác làm nhanh nhanh nhanh, chỉ đang cần rất là nhanh. Cần tốc độ nhanh nhất có thể. Bắt đầu khui hàng nha các chị ơi, bắt đầu khui hàng, bắt đầu khui hàng nha các chị ơi. Em chờ chị Nguyễn Hoài, các chị ơi vào nhanh nha. Hôm nay là sẽ bảo lóc hàng hot luôn đây. Các chị ơi vào xem nhanh nhanh nha. Em chờ chị Bảo Ngọc. Rồi hàng về ngập tràn nữa rồi nha các chị ơi. Em chờ chị Loan Đỗ. Chị Kim Thanh, em chờ chị luôn. Chờ tất cả các chị khách hàng thân thương của Spa Hằng Lê chị nha. Rồi em lại khui hàng mới các chị. Em chào chị Áo Dài Thanh nè, chị Minh Hải, chị Đơn Giản, chào chị luôn. Gì đây, gì đây em ơi. Em chào chị Nguyễn Hạ luôn, chị nào đang xem live nè, cho em câu chào đi các chị ơi. Chị nào đang xem live với em đây, chị Hoa Trần Lệ, chị Vĩnh Phú, em chào chị. Rồi em khui hàng hot nha các chị nha. Em thấy chấm bi rồi, em thấy chấm bi rồi các chị ơi. Trời ơi, nhanh tay lên, vứt hết hàng xuống đây, vứt hết hàng xuống đây, nhanh tay lên tháo hàng ra, vứt xuống cho chị đi, nhanh tay, nhanh tay. Ôi, hôm nay lâu lắm rồi, chị em mình không gặp nhau, hôm nay chị em mình phải gặp nhau. Hôm nay phải cháy nha chị nha. Hôm nay phải cháy à, cắt đi nhanh lên em. Cắt nhanh, cho xuống, nhanh tay. Trời ơi, hôm nay phải cháy với siêu phẩm bên em. Hôm nay phải cháy nha chị đâu ơi. Rồi chị Áo Dài Thanh ơi, tối yến này là mùa thu đông này, các chị phải xài tối yến thôi, nhanh tay lên mấy em. Đâu mà lên này, vứt có cái bao thôi mà mãi xong vậy. Rồi nhanh, cẩn trương, vứt ra đây làm cái. Nhanh tay. Đập kẻ luôn tiếp ơi. Đã bảo là đừng cho khoảng trống ở dưới đất mà. Nhanh tay mấy em ơi, đẩy ra đẩy ra. Trời ơi, hôm nay toàn là siêu phẩm rồi. Toàn là siêu phẩm. Toàn là hàng hot, toàn là hàng đẹp. Hôm nay toàn là hàng để siêu bão cho các chị. Không xem buổi live này là các chị uống cả cuộc đời làm phụ nữ. Các chị ơi, uống cả cuộc đời làm đẹp các chị ạ. Hôm nay đồ đẹp lắm, quá tá đẹp luôn. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh là phải lên em liền, lên em ngay, lên em luôn, lên em khẩn trương ạ. Wow, hôm nay nhiều đồ đẹp quá à. Em ơi, thôi đừng có khui nữa. Làm bộ chấm bi này cho chị lên trước đi. Khui nhanh bộ chấm bi đi, size S đây, size 2S nha. Chúc khui đi, chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh lên em khui đi nha. Mấy cái này dùng. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì lên em nha. Cui bao nào nhá hàng đi. Đang kiếm xe S. Có xe S chưa? Xếp ra đi rồi kiếm. Keo nè. Nhanh mấy em. Hôm nay hàng nhiều lắm các chị ơi. Thể thao à chị, ok chị. Rồi em một chút. Ôi nhanh lên cho chị đi. Ôi đem cái đầm nó ra đây bụi. Đem cái đầm nó ra đây cho chị tháo móc ra. Bao giờ đem cái đầm cho chị ra để đây thì cũng phải tháo móc ra. Nhanh tay lên cho chị nào. Oh. Rồi đây nhá, bỏ xuống. Trời ơi cái gì đấy mà đã đẹp chứ, thần ôn vậy trời. Wow. Trời ơi xin lỗi, đẹp chịu không nổi luôn. Trời ơi hàng cao cấp, hàng cao cấp. Đi ra hàng cao cấp. Trời ơi hàng cao cấp. Trời ơi hàng cao cấp. Cái này mà mặc lên là đẹp quá. Rồi nhá hàng Nhung ơi. Nhá hàng mấy em ơi, nhanh. Các chị ơi, các chị có khỏe không, nhớ quá. Lâu quá đến này em cứ đi linh tá linh tinh rồi nhớ quá các chị ơi. Trời ơi nhớ nhau quá. Hôm nay đồ đẹp rụng rời tay chân luôn. Wow, trời ơi các chị thấy không, đẹp rụng rời tay chân luôn. Cho xếp một cái xe nhỏ nhất đi Thảo ơi. Rồi các chị ơi xuất sắc. Trời ơi 100% từ Hồng Kông cao cấp đây các chị ơi, siêu đẹp luôn, xuất sắc. Các chị coi đường may này. Đường may này chuẩn nét chưa ạ? Từng hai bên chỉ một này chuẩn nét chưa ạ? Hàng Hồng Kông cao cấp đẹp tuyệt vời, đẹp luôn các chị. Hàng Hồng Kông cao cấp đẹp tuyệt vời, đẹp luôn. Trời ơi, Minh Anh ấy làm bộ chấm bi cho em đi. Nhanh lên thể thao đây. Xuất sắc luôn các chị ơi, các chị có cái hộp đây. Cháy điên đảo luôn rồi, ôi xuất sắc. Cái hộp mà đến tiếp em ơi, nhanh tay. Từ từ đi. Chảy ra đi em, nhanh tay. Nè bác, nè em được cái làm thế hả mà?
nhớ quá xá luôn đúng không các chị yêu ơi, trầu trà trời ơi, hôm nay em trở lại từ đây. Nè chế ơi, quảng trời ơi, chị ơi, sang chảnh chưa? Hôm nay có phụ kiện đi kèm. Sang chảnh chưa, trời chất chưa, phụ kiện đâu bỏ ra. Wow, hôm nay đồ đẹp quá, xá đẹp luôn, trầu Âu, hàng cao cấp nhớ chị nhá. Các chị coi đường may. Tất cả đây ạ, à, tất cả đều là viền lót hết, chuẩn không cần chỉnh, đẹp không cần bàn nhá các chị. Chất đẹp lắm luôn, chất đẹp lắm luôn, có phụ kiện đi kèm, phụ kiện đâu? Chưa môi ra, chị ơi, tí nữa môi ra, đây. Lấy phụ kiện đi kèm nhanh tay. Đó, có phụ kiện đi kèm các chị ơi, trùng trà, chờ em một chút, Ây da, các chị ơi, có nhớ nhau không nào, Nhiều đồ đẹp lắm, quần sọ có luôn, chị ơi, quần sọ có luôn, quần dài có luôn, đồ đoàn cái gì cũng có luôn. Rồi các em ơi, chuẩn bị lên số lượng cái đó đi, ủi đi Minh Anh, làm giá đi Minh Anh ơi. Làm giá đi, nhanh tay. Báo, bây giờ bán luôn. À không, cái này các chị lên Sóc Tử đi nha. Chị nào thành phố Hồ Chí Minh lên Sóc Tử đi, em nhá hàng tôi chứ bây giờ em quay không hết được đâu. Không thể nào hết được, áo sân bay có về đúng không em? Áo trời ơi, Nhung ơi, các chị ơi, bớ người ta xíu em với. Wow, trời ơi, nó đẹp, thiệt là đẹp luôn các chị ạ, đẹp thiệt là đẹp luôn, hàng cao cấp nghe sướng chưa? Có size lớn luôn cho chị Ngân Nga, size lớn hôm nay rất là nhiều, rất là nhiều lâu. Oài, wow, trời ơi, wow, sang chảnh hết nấm, chết mất, đẹp quá, giá đẹp luôn, thế này nhờ làm sao mà chịu nổi các chị nhỉ? Ai, các chị ơi, coi đường may em. Đây các chị ơi, coi đường may, chị đang đợi chấm bi rồi chị. Đây có chị gái đang đứng đợi chấm bi rồi em chúc. Chấm bi thì có chấm bi. Trời ơi, váy nhung đẹp nhờ chị Nguyễn Lợi, váy nhung cực đẹp luôn, lên luôn à. Bươi ra đi em ơi, trời ơi, nhiều hàng lắm, các bạn đang cào bới ra đây. Trời ơi, nhanh, chết rồi, hôm nay là ngất ngây trời mây luôn. Chị cô Chín em chào chị yêu. Wow, trời ơi, em có cái siêu phẩm này. Hết bi rồi, hết bi rồi. Coi không, coi chịu nổi không, đẹp lắm. Đẹp lắm nha, chị ơi, xin lỗi, đẹp chịu không nổi luôn. Wow, chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh là phải em lên em liền. Đó, có bông hoa Chanel này. Có bông hoa Chanel này, đẹp chưa? Wow, cái gì có bông hoa Chanel, cái này. Bông hoa Chanel trên cổ em ơi. Rồi, các chị coi đường may. Trời ơi, dễ thương quá chị, cho chị cái này đi. Chết mất, hôm nay đồ đẹp quá. Quá xá đẹp luôn, xin lỗi, đẹp chịu không nổi luôn, sang chảnh hết nấc luôn các chị. Đẹp quá. Trời, xinh quá, xinh. Trời ơi, cái bông hoa đẹp. Trời ơi, bươi ra đi, nhanh lên. Đấy, cái này cháy rồi, trời ơi. Trời ơi, em ơi, cái hàng này là siêu cháy. Cái này là siêu cháy và siêu bão, hàng khu đông. Lên. Hàng khu, hàng nghề. Ok rồi, em bốc. Đồ cô Chín hôm nay đồ đẹp lắm. Màu xanh này chị thớt, rất là thích màu xanh này luôn. Wow, cái màu xanh này nữa, cái màu xanh này tôi phải mua một cái nha. Okay. Hình như là về lại á, lần trước về là mỗi da một cái là cháy, hôm nay về lại đó thì vì lần trước về chị thích nhất cái màu xanh này luôn. Lần trước về là thích nhất cái màu xanh kiểu này luôn, lần trước về là thích nhất luôn. Wow, các chị ơi, hôm nay là báo nhanh lên. Tay nào chả được tháo ra đi, đang cái thời nóng bỏng cái này lại cứ cái đuôi ra tháo. Trời ơi, em ơi. Cái tay, đẹp quá. Quá xá luôn. Ôi, đưa cái đó ra. Nhanh lên. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh là cái em ngay. Anh ơi, trời ơi, dung xui, sờ sướng tay, trời ơi, dung xui đẹp quá. Mẹ ơi, hôm nay đồ đẹp quá, mà trời ơi, anh em nhà ta ơi, 500 anh em Facebook, cả 1000 anh em Facebook, 2000, 3000 anh em Facebook đâu rầu. Cẩn thận em, hàng xịn đó em nhắn gì vậy? Hàng xịn đó em. Đẹp quá à, chắc không? Cái đen đi, cái lá nữa. Trời ơi. Đen nó cũng đẹp luôn. Làm cẩn thận đi, đừng có vò.
Trời ơi, hàng xịn mà đã bảo là đừng có vò, mà tại sao lại vò nát ra cái đầm ra vậy? Làm cẩn thận dùm chị Trúc đi đây này, dây nhỏ của nó đầy đổ hết ra rồi đây này. Hàng cao cấp quần áo người ta phải biết nâng niu, không biết là xịn hay dớm, nhưng mà người ta phải nâng niu cái đổ trước cái đã, ôm ấp nó vào. Wow, đồ đẹp lắm các chị ơi, bây giờ em khui nữa là các chị ngất nữa. Ok, bây giờ lên nha các chị nha, lên lên. Rồi, bộ đồ này giá bao nhiêu Minh Anh? Rồi, em lên một bộ đồ siêu phẩm nha các chị. Ok, chị sẽ lớn em ơi. Nhanh 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 nhanh. 72 kg hả? Bộ này là siêu đẹp luôn. Cầm em. Chị nào đợi chuẩn bị nha chị nha. Ok chị Thị Bình luôn, em thấy đơn đặt hàng của chị rồi. Ok chị Hân Huỳnh, cảm ơn chị rất là nhiều luôn cho chị giá tiền. Rồi, chị chọn hàng cứ từ từ các chị ơi, chị nào ở Thành phố Hồ Chí Minh lên cửa hàng em thử nha. Những cái đầm cao cấp vừa rồi thì bạn sẽ làm giá, và chị nào mình lên cửa hàng mình thử trước đi các chị. Bây giờ em ra set chấm bi này, siêu dễ thương luôn các chị ơi. Set chấm bi này là về số lượng khủng nha. Mẫu này là từ xưởng hát các mình mang về cho các chị đây, cực kỳ đẹp luôn các chị. Rồi, bộ chấm bi này xinh lắm, bây giờ chị Hằng sẽ mặc lên cho các chị xem ha. Em sẽ báo giá trước, bộ này giá tiền là 900k. Em có từ size M tới size 3X các chị nha. Và 3X bộ này tới 72 kg là các chị mặc vừa ha. Dạ, mẫu này là rồi chị ơi, áo rồi, quần rồi, quá đẹp luôn. Vải cực đẹp luôn, chị chưa thấy bộ nào mà từ đầu năm đến giờ chưa bộ nào mà em thấy vải đẹp như bộ này. Phải có hôn không chị? Hôn nhiều em. Rồi, bộ này là vải hôn mặc thoải mái, vải đẹp. Từ đầu năm đến giờ chưa thấy bộ nào mà vải đẹp như bộ này luôn đó các chị. Vải này nó có hôn và nó hơi nhũ nhũ nhẹ một tí xíu, vải cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mẫu này là set rồi các chị nha. Áo rồi, quần rồi. Cái logo chữ R đến hàng trên ngực rất là xinh luôn các chị ơi. Đẹp lắm quá luôn. Aha, chị Thu đẹp bạn. Luôn. Rồi các chị ơi, chị nào mà thích chấm bi là rinh ngay em này nha. Giá tiền 900k từ size M tới size 3XL. Đây chị Hằng đang mặc là size M. Bộ này là em nhìn các chị từ 46kg cho tới 72kg tùy thuộc vào chiều cao giùm em nha. Ok chị Nghiêm Nghiêm nè, đợi em tí xíu xíu. Từ đầu năm đến giờ chưa bộ nào về mà em thấy vải đẹp như bộ này luôn. Quá ưng ý luôn các chị, vải đẹp cái lắm. Cái thun này nó dày, các chị ơi nó hơi dày một tí xíu nha. Nha. Vâng, đẹp lắm. Mùa thu, mùa Noel, mùa Tết là ok rồi. Mà có cái khoen đai ở đằng trước á, các chị mặc lên nhìn cái phần eo của mình rất là đẹp luôn. Ống quần vừa phải, thon gọn cực kỳ luôn. Rồi 3-4-5 ngày hôm nay rồi, giờ chị em mình mới được gặp nhau đúng không ạ? Em còn chưa kịp xài cái son nữa. Đồ đẹp lắm, đồ đẹp lắm. Siêu phẩm về cho các chị đây ạ. À, chuẩn không cần chỉnh nha các chị. Sang chảnh hết nấc luôn, form quần cực đẹp luôn. Cái bộ này là gần 2 triệu tiền mẫu. Mà em vay hô biến một cái nó còn có hơn 900k cho các chị ạ. Không rồi, khác một tí nào nha các chị ơi. Form quá đẹp luôn. May rất là đẹp, đẹp. Form quá đẹp luôn. Cái bộ này không chê vào đâu được, là mê mẩn đâu các chị ơi. Các chị ơi, form đẹp mà vải mặc đẹp, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Đặc biệt là các chị khách tròn tròn bên em nha các chị nha. Chị khách nào tròn tròn bên em mà khuyết điểm nhiều, trình ngay cái bộ này các chị. Đẹp luôn. Má cháy bỏ chét luôn các chị ơi. Không phải em bán mà nghe đâu, nhưng mà bộ này thực sự nó rất là đẹp. Vu đông các chị nào mặc là ok, cực kỳ ok luôn đó các chị không. Vu đông mà các chị mặc là ok, cực kỳ ok luôn nha. Bây giờ bắt đầu là em phải ngồi lấy size cho các chị đây. Em ơi bỏ xuống đi để chuẩn bị. Rồi các chị ơi, gọi luôn, gọi liền đặt hàng giùm em. Gọi trực tiếp vẫn là cách đặt hàng nhanh nhất nha các chị nha. 11 số hotline ghi bên dưới màn hình rồi. Xếp bộ chấm bi chị Hằng đang mặc giá tiền là 900k các chị nha. 900k M tới 3X các chị ơi. M tới 3X chị Hằng đang mặc là size M nha. Khách lẻ chị nào chưa có là lấy ngay nha các chị. Rồi bên em có hệ thống sỉ luôn các chị. Chị nào mà muốn lấy sỉ liên hệ trực tiếp luôn để bên em có sỉ cho các chị. Trời bộ này đẹp quá. Lưng quần là lưng dây kéo mà chất liệu có co giãn mặt rất là thoải mái luôn nha. Mờ tới 3X form đẹp xuất sắc luôn. Phía sau lưng có hai cái túi giả mặc lên nhìn tôn cái vòng ba đẹp lắm. Che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn các chị ơi. Chị nào là tín đồ của set bộ từ HGM đây, rinh ngay em này giùm em các chị nha.
đồng bằng gì đâu. Ok chị, 1 3 ít nè chị ơi. 3 ít, 3 ít gọi luôn, gọi liền đặt hàng các chị ơi. 11 số điện thoại ghi bên dưới màn hình đẹp rồi. Quá, chị ơi đẹp quá luôn. Xin lỗi đem chị uống nổi bộ này của chị nha. 46 ký tới 72 ký nha các chị nha. Rồi đi đâu mà mặc cái bộ này sang chảnh lắm luôn. Đi máy bay này, đi du lịch này. À, đi gặp bạn bè này, đi ăn uống này, đi những cái nơi nào mà cần phải đẹp nhất, cần phải sang, cần phải trẻ trung, cần phải thật là phong cách và thật là chất, thì các chị mặc cái bộ này là quá hợp luôn à. Quá hợp luôn nha các chị nha. Bây giờ đọc đi Nhung. Rồi các chị ơi, cách thức đặt hàng nhanh nhất là gọi trực tiếp vào số hotline giùm em. Mà chị nào kẹt máy quá gọi không được, để lại comment cho em lấy hàng nha. Bye chị. Được chưa em, lấy hàng cho khách nè. Anh Kim okay nha, anh Kim đẹp lắm. Rồi, bông tai 160k luôn chị nè, đặt bông tai gọi luôn em ha. Đây các chị ơi, em chốt hàng nha, gọi luôn, gọi liền đặt hàng các chị. Bộ này xuất sắc luôn, vải thun dày, vải thun hơi dày một tí xíu, hơi nhũ và vải đẹp lắm, vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. 900k từ size M tới size 7 giùm em. 46 kg cho tới 72 kg giùm em nha. Em ơi chị. Chị em nghe một bộ 3X nè. 3X đây đây đây, 3X đây chị. Chị Trần hàng size M. Ok, một bộ M. Gọi luôn đi các chị ơi, gọi nhanh giúp em nha. Chị Phương Nguyễn size L. Ok, L. Chị Hảo lớn size L. Ok, L. Chị Hồng Nguyệt ơi, chị mặc vừa size XL nha. Chị Bảo Hơn 3X tiếp ơi. Ok, ok. 5 cái M, 1 cái 3X. Chị Phúc Nguyễn M. Ok, M. Chị Đỗ Thị Mai ơi, chị mặc vừa size L, đặt hàng ghi cho em size kèm số điện thoại liên tục các chị. Bộ này mã số là 21682, giá tiền là 900k nha. Từ M tới 3X đủ size các chị luôn. Gọi điện thoại trực tiếp đặt hàng giúp em. Chị Bích Hằng Trần gửi vô trong một bộ L giùm chị đi em. Ok chị. Bích Hằng Trần của em L. L này nhanh tay. Chị Đỗ Thị Mai size L. Ok L. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Chị Cao Hằng một bộ XL. Ok L. Chị Lê Phượng L. Ok L. Ok đủ size. Rồi Minh Anh lấy đủ size khách sĩ luôn. Khách sĩ nào lấy đặt luôn đi các chị ơi, em lấy hàng luôn nha. Chị Trịnh Thúy sang một bộ 2X. Em vô 2X. Chị Hùng Loan 3X đi em. Chị Thùy Linh, okay, L đi. Chị Thùy Linh một bộ L gửi danh. L gửi danh này. Chị Vân Anh, Vân Anh size L. Chị Vân Anh size L đi em ơi. Chị Lê Giang M. M. Chị Kim Anh ơi, chị mặc vừa size L nha, đặt hàng ghi cho em size và số điện thoại. Chị Linh Lan 2X em ơi. Vải thun dày, chị Quý Ngân thun dày, mặc đẹp lắm luôn đó chị. Em đi đâu bắt theo con đi. Đâu phát theo 5 cây son này đi, đẹp luôn bụng. Quấn một bộ là bất hành trầm hả? Một phấn này, ô trời ơi, xài là bá cháy luôn. Các chị sẽ đón siêu phẩm bên em rồi. Từ giờ đến Tết là các chị sẽ có rất là nhiều mỹ phẩm. Ai mà có ý định mua đồ make up thì cứ từ từ đợi em về nhé. Các chị thấy em khác không? Này khác không? Đi đợt này là bắt đầu lần dưỡng rồi. Chị Thi Ba Nguyễn size M. Em M. Chị Thanh Thu Nguyễn. Chị ơi đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm nè. Chị Khánh Phạm 2X đi em. Ok 2X. Chị My Hiền Lương size L. Ok L. Chị Hằng Thái Hành tin bộ này chưa? 21682 là mã số bộ này các chị ơi. Giá tiền mẫu này là 900k các chị nha. Nguyên một set bộ form đẹp, vải đẹp, đường may là cực kỳ sắc sảo và tỉ mỉ luôn. Các chị mua bộ này là bảo đảm các chị cưng lắm luôn các chị ơi. Tại vì mặc lên đẹp mà. Cái chất liệu vải sờ lên là mê liền luôn nha các chị ơi. Từ M tới 3X chị Hằng đang mặc là size M, vải cực kỳ đẹp luôn các chị. Che khuyết điểm rất là tốt luôn nha. Chị nào mà bụng tròn, hông to là yên tâm che được hết luôn các chị. Che được đùi to luôn. Bộ này là bộ che khuyết điểm mà. Đẹp, sang, cá tính, trẻ trung cực kỳ luôn các chị. 46kg tới 72kg mặc thoải mái luôn. Chị Vân Trần một bộ 2X đi em. Ok 2X. Chị Hảo lớn em lấy rồi. Chị Hùng Loan 3X em ơi. Ok 3X nè. Chị Hiếu Ngọc size L. Ok L. Chị Linh Hà size L. Ok L. Chị Nguyễn Ly L. Ok L. Chị Phụng Nguyễn L luôn. Ok L. Chị Anh Kiều ơi, chị mặc vừa size 2X nha. Chị Vân Trần 2X em ơi. Sao em chưa biết chứ chị Linh Hồng ơi. Khi nào hàng về tới em ship hàng cho các chị đặt hàng trước đi. Chị Nguyễn Hà một bộ 2X. 2X. Thảo 2X trong kia Thảo ơi. Chị Ngân Nguyễn M. M. Ok M. Hết 2X rồi các chị ơi nha. Vậy là em còn M, L, XL và 3X. Chị nào đã thấy em nốt đơn lại ha. Chị Trần Cẩm Giang 3X. Ok 3X. Chị Thi Thơ Võ XL. Ok XL. Chị Tuyết Hoàng 3X. Chị Tuyết Hoàng 3X. Ôi trời ơi, chị Tuyết Hoàng ơi em nốt đơn nha. Tại 3X em hết rồi, tí em còn em lấy sao ha. Chị Tăng Kim Liên XL. Ok XL. Hiện tại là em còn M, L, XL 3 size. Các chị ơi dành cho các chị từ 46kg tới 65kg tùy thuộc vào chiều cao nha. Chị Mina ơi, chị mặc vừa. Bỏ qua luôn đi chị. Chị mặc vừa 2X nha. Chị Phúc Nguyễn M em. Ok M.
Chị Bùi Nghi em nói đơn tí còn em lấy cho chị nha. Hết 2X và 3X rồi các chị ơi. Bây giờ là em còn ML, XL, chị Hiếu Ngọc xa L em. Chị Hương Nguyễn Hồ ơi, đặt hàng cho em số, số điện thoại đi kèm. Chị Trần Tuệ Lâm M. Chị Nguyễn Ly L. Chị Anh Kiều ơi, chị mặc vừa size 2X nha. Nữa hả? Vậy là còn ở đây em còn gì? Em còn M với em hả? Chị Mai Lan M. Ok M. Chị nào đặt 2X, 3X em không có đọc tên nhưng mà em nốt giấy lại tí nữa mà có thì em sẽ lấy nha. Chị Phương Nguyễn L em chốt rồi. Chị Cẩm Loan ơi, chị mặc vừa size L nha. Mẫu này giá tiền là 900k các chị ơi, 900k. 21682 giá tiền 900k. ML, XL 3 size các chị nha. Chị Phạm Chi XL em. Ok XL chị. Chị Bảo Hương ơi, chị mặc vừa 2X nhưng mà em hết 2X rồi. Chị Vân Thịnh M. Ok M. Chị Nguyệt Đinh L. Ok L. Chị Trần Tuyết L luôn. Chị okay, Kim Anh L. ơi, đặt hàng cho em xin đầy đủ chiều cao và cân nặng nha. Chị Cẩm Loan ơi, chị mặc vừa L hả chị? Chị Thảo Phú đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm luôn. Đẹp quá, bộ này đẹp. Chị Tuyết Hoàng ơi, tới chị đặt em hết rồi, tí nữa em coi còn em lấy sao ha. À, bộ này chất liệu là thun các chị ơi, thun dày nha, thun dày. Thun dày. Nhưng mà nói chung nó cũng không có phải là nóng lắm đâu các chị, thoải mái dễ mặc lắm các chị. Chị Thanh Thủy chừng một bộ L đi em. Ok L. Chị Tuệ Hải ơi, đặt hàng ghi cho em size kèm số điện thoại nha. Chị lên nữa hả? 21682 các chị ơi, 21682. Và đầm cao cấp này không ủi hả? Rồi quần jean đâu? Có hàng cao cấp vậy. Quần jean đâu? Chuẩn bị quần jean với áo sân bay cho chị lên đi. Chị Cẩm Loan cho em xin số điện thoại đi kèm đi chị ơi. Chị Linh Lan, hồi nãy em có đọc tên chị là có hàng, chị nào mà em chưa đọc tên tức là em không thấy comment nha. Các chị ơi lưu ý cho em là đặt hàng ghi cho em mã giá size kèm số điện thoại liên tục ha. 21682 giá tiền 900k các chị nha. 21682. M. Hiện tại là em còn ML, XL 3 size các chị ơi. Chị Kim Anh ơi, đặt hàng là cho em đầy đủ chiều cao và cân nặng. Bộ này 900k em còn ML, XL 3 size ha. Chị nào đặt 2X em note đơn nha. Chị Đinh thì Kim Phượng một bộ size L luôn. Chị Nguyễn Ly em thấy nói chung là thoải mái á. Ok chị Thu Nguyệt Hồ đúng rồi, một máy massage luôn. Sorry các chị ơi, nãy em đọc lộn mã nha. 21732 là mã số của bộ này các chị nha. 21732, chị nào mà đặt bộ này á thì mình gọi trực tiếp vào số hotline để đọc mã số các bạn lấy hàng luôn nha. Chị Trần Tuyết ơi, chị mặc vừa size L, đặt hàng cho em xin size kèm số điện thoại liên tục nha. Áo sơ mi hả chị Ngọc Anh? Trời ơi, tóc em này chị này. Dạo này chăm xài dưỡng tóc lắm chị Thảo Phú ơi. Mấy hôm nay là chăm xài dưỡng tóc lắm chị. Ok chị Chiến Nhung lấy một máy massage luôn. Chị Diệp Thu ơi, hoa tai chị gọi giùm em để các bạn gom đơn hàng ha. Chị Phương Nguyễn, dạ chị mặc vừa L nha. Chị Zo O Baby mặc vừa size L luôn. Còn 3X không em? Chị Cẩm Loan ơi, đặt hàng cho em size nè, số điện thoại để em lên đơn hàng trước. Rồi khi nào chị ghé shop thì em lấy chị thử ha. À kem đêm chua về chị Mỹ Phúc. Có chị Đinh Thi ơi, đầm cao cấp hôm nay nhiều lắm chị. Từ từ tí em lên nha. Tuyệt vời luôn. Có chị nào muốn mua đầm cao cấp giơ tay lên ạ. Chị nào muốn mua đầm cao cấp chấm cho em một chấm đi để em lên nào. Đầm cao cấp có khí thế chưa? Là các chị đang muốn mua đầm cao cấp à? Đầm cao cấp hôm nay xuất sắc luôn. Chị Thu Nguyễn em chào chị yêu. Ok em đứng lên liền chị nhá. Chị ơi bây giờ ai muốn mua đầm cao cấp chấm cho em một chấm hay là ghi là chữ cao cấp đi. Hay là ghi chữ cao cấp hay là chấm cho em một chấm đi để em lên hàng cao cấp. Chị Chiến Nhung chấm một quả rồi. Vậy là rất là nhiều chị đây. Mới có chị chấm à? Ai chị Dung à? Nguyễn đó chị, chị Thương Nguyễn đó chị. Rồi, trời ơi ai chấm cho em một cái nào. Lấy chị Kim Anh sai lờ luôn em ơi. Chấm đi bắt đầu là chia thẻ đi. Để bắt đầu là lên hàng cao cấp nào các chị ơi. Lên hàng cao cấp. Lên hàng cao cấp. Cấp cao lên hàng cao cấp. Các chị ơi em xin nhắc lại là cú pháp đặt hàng bên em ha, các chị ghi cho em là mã size kèm số điện thoại liên tục luôn. Còn ai các chị đang rất là hưởng ứng luôn nha. Chị nào cũng mê đầm cao cấp. Chị Dung Nguyễn cao cấp đi. Trời ơi chị nào cũng cao cấp. Chị Minh Anh đầm cao cấp nè nha. Rồi chị Đinh Tịnh chấm luôn một chấm. Trời ơi chị Ngọc Quý cao cấp. Wow, ok. Em lên đầm cao cấp các chị ơi. Em lên đầm cao cấp các chị chơi cho ủi hả? Chị Cẩm Loan ơi, em hết L rồi, em nốt đơn tí còn em lấy nha. Nói chung là khi nào về chị cũng lấy cửa hàng. Ôi, vải đẹp lắm, đường may chuẩn luôn đó chị ơi. Em đứng lên cho các chị ngắm một lần nữa, sau đó em lên cao cấp nha chị. Chị Hằng đang mặc là M nha các chị nha. Chị Hằng đang mặc là M và bộ này hiện tại là em chỉ còn M. M với L hay là M không em? M, XL. M và XL các chị, M và XL giùm em nha.
21732 là mã số bộ này các chị ơi, giá tiền là 900k. Hiện tại em còn M, XL, M dưới 53kg giùm em và size L là từ 57kg tới 63-65kg tùy thuộc vào chiều cao giùm em nha. Rồi ok chị Hương Thiên, chị Hảo Lới, Trần Tài Lâm luôn, đợi lên. Em một tí ha. Lên cao cấp, lên cao cấp, lên cao cấp, đem đầm ra đây. Rồi xếp bộ này chị nào chưa đặt được mình sẽ gọi và số hotline đặt hàng giúp em nha. 21732 giá tiền là 900k. Hiện tại còn M, XL ạ. Chị Cẩm Loan, em nốt đơn chừng nào có bên em sẽ gọi cho chị nha. Tại vì hiện tại là em hết size L rồi chị. Rồi lên cao cấp em ơi, ủi hết đi. Ủi hết cao cấp nha. Quay lại đây em. Ok chị Kim Liên. Dạ mặt nạ ngủ tủ yến em mới về hàng, chị Trang Nhung đặt hàng đi chị. Chị Hương Tuấn ơi, chị đặt cái gì là phải có cho em là thông tin đặt hàng luôn. À chị chăm con nhỏ. Rồi các chị ơi, bây giờ em lên đầm cao cấp nha. Em ơi cho chị mã giá size đi. Cái này mà đi tiệc là thôi rồi, mà rất là tôn giá các chị ơi, rất là tôn giá. Vâng. Chị mặc size gì mà rộng này nhỉ? M chị. Tại sao chị mặc những cái này toàn là size S, tại sao lấy size M ấy chị vậy? Cái con này toàn mặc size S mà. Dạ bông tai còn á chị ơi, bông tai chị gọi trực tiếp để các bạn lấy hàng giúp em nha. Rồi đầm đỏ các chị ơi, đầm đỏ mà chị Hằng đang mặc mã số là 14364 nha. 14364 giá tiền là 1.540.000. SMLXL. Chị Hằng mặc form này là size S chị, tại bạn ngủ em M mặc hơi rộng một tí. Đầm này đẹp lắm, đầm này đẹp lắm luôn đó các chị, size S đâu em. Em ơi đưa chị cái đeo canh size đi. Cái đeo luôn nha anh mặc. Ok. Mở cái đeo ra em chị đi bụi ơi. Chị Hằng mặc size S các chị, đầm này là từ 47kg trở lên nha các chị nha. Đầm này giá tiền 1.540.000, mã số 14364 giùm em. Căng cái eo ra em chị. Rồi đầm này là em dành cho các chị từ 47kg, 48kg cho tới 65kg tùy thuộc vào chiều cao nha các chị nha. SML, XL số lượng có hàng các chị ơi, gọi điện thoại vẫn là cách đặt hàng nhanh nhất nha. Gọi luôn, gọi liền vào số hotline giùm em. Chuẩn dòng hàng cao cấp, hàng Hồng Kông các chị, vai áo đính đá siêu đẹp luôn các chị ơi. Đẹp lắm, chị My sẽ vào như mặc vừa size M á chị ơi. Đẹp lắm, đầm này thì đẹp lắm trời đó, mà cao cấp một cái là các chị vô quá. Rồi chị size xong chưa, chị chốt hàng nhanh lên em ơi. Rồi chuẩn bị cho mình mới cái chị đeo và em bụng rất là to. Bụng to nên em còn mặc cái quần ở bên trong. Chị Hương Tuấn sẽ bổ ít eo ok chị. Con mà mặc ít eo tiếp. Ít eo hả? Ok ít eo chị. Con cực đẹp luôn. Chị hỏi thêm một cái đầm ít eo em ơi. Ok ít eo chị. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì phi lên em ngay luôn đi ạ. 14364 nằm này các chị ơi, 1.540.000 form xuất sắc luôn. Em có thể làm được rẻ hơn mấy trăm nghìn nhưng mà em không làm nữa, tại vì là em thấy cái này nó quá đẹp, form vô chuẩn hàng hiệu cao cấp luôn các chị. Các chị mua mười mấy 20 triệu chưa chắc là được form như thế này luôn á, đẹp quá, xá đẹp luôn ạ. Trời ơi, cái này là yên tâm không sợ bắp tay to, tại vì cái dạng này nó đã có tay con rồi các chị ơi, che khuyết điểm rất là tốt luôn. Rồi em hết ít eo các chị nha. Bây giờ là em còn SML 3 size các chị ơi, giá tiền là 1.540.000. Chiếc đầm này là 14364 nha. Chị nào đặt đầm này ghi cho em size và số điện thoại ha. Chị Thanh Phương, chị mặc vừa size L. Chị Cẩm Loan, lấy cho chị Cẩm Loan một đầm L em. Ok L. Chị Thị Mỹ Nhung Nguyễn một đầm L luôn. Ok L. Chị Phương Vũ size S. Ok S chị Hàng mặc. Vậy là hot S luôn, còn M đúng không? Chị My sẽ phạm em M. Ok quá M. Sang chị lắm ơi. Chị My sale. Đẹp lắm. Đẹp. Vậy là em còn duy nhất size M. Em béo lắm. Em ăn nhiều dữ lắm. Đi mời ăn với khách hàng này chị ăn nhiều quá. Em mập lắm nhưng mà hôm nay em mặc cái đầm này lên rất là gọn luôn. Gọn sang lắm. 14364 các chị ơi, 1.540.000 và em còn size M nha. Size M đầm này là từ 50kg cho tới 55-56kg tùy thuộc vào chiều cao giùm em. Em còn M là thiếu sót cho mày muội muội. Dạ em còn M thôi các chị ơi, còn duy nhất size M nha. Dạ không á chị Vi Chi Đinh Thi ơi, hết rồi chị, hết rồi, em chỉ còn M. Chị Hằng là 49kg và cao là 1m50 chị Lucky nha. M 50 tới 55-56kg giùm em các chị. Bắt đầu xếp đồ ra đó. Dạ chị Phan Thị Quỳnh My, chị mặc vừa size M ạ. Xếp hết túi sách cho chị đi, xếp hết mẫu nào ra mẫu đó xếp hết. Chị Chiến Nhung, chị Nguyễn Ly ơi, chị cần gì không chị Nguyễn Ly? Em M.
Em mời chị Trần Tuyết một cái luôn em ơi, Thảo qua lấy chuyện cái luôn. Chị cái em cái rồi hết hàng. Mà. Rồi hết hàng chị ơi, hết hàng rồi. Chị Cẩm Loan ơi, em ghi số điện thoại của chị rồi á, tí bạn gọi chị nha. Đấy đẹp. Đầm này form đẹp lắm. Đầm ơi em ơi, giày bao nhiêu tiền vậy? Đôi giày này mang phối đầm quá đẹp. Cho chị mã giá size đôi giày đi em. Nhanh tay. Cái chị 57kg em. Chị không có cầm những cái túi sách đó đâu. Chị vào cảnh đây với chị Nhung Nguyễn thì chị mới Nhung Nguyễn. Đừng có để nhắc nữa. Hết đầm rồi chị ơi, qua mẫu mới rồi, đi chị. Qua mẫu ok, bây giờ em mới bước xuống qua mẫu. Hết rồi chị Phúc Nguyễn ơi, em nót đơn nha. Em nót đơn, nếu mà tí lỡ mà có sót ra thì em lấy ha. Hết sạch hàng rồi. Rồi đôi cái đầm đen này đâu, nhanh tay cho chị. Trời ơi đau quá. Ôi cái đầm này mới siêu đẹp nữa các chị. Anh Thiên Minh anh kêu cần cẩn thận gì. Rồi em lên em, cái em đầm đen mà hồi nãy em có nhá hàng các chị xem nè. Đẹp lắm luôn đó các chị. Đầm đen là các chị ơi, che có điểm tốt mà sang lắm. Đầm này phối ren, nói chung là những cái đầm này vải của nó mỏng ha các chị ha. Mỏng nhẹ thôi. May hai lớp form rất là đẹp luôn, may hai lớp lộn mà các chị. Cho chị mã giá size đầm đen em. Đầm này là cháy cho đôi giày bao nhiêu tiền? Mấy hôm nay em quay là các bạn cứ quay cuồng vậy ba. Quá trời ơi. Đơn giản mà nó đẹp quá. Đơn giản mà nó đẹp quá, giá luôn cái gây thích. Đâu? Gây thích. Các chị coi em giữ trời giống thì ghẻ chưa hả? Hết đem đỏ rồi chị ơi. Chị Liễu Võ ơi, chưa về cái gì em đọc lại đi. Đôi giày đỏ nhiêu tiền? Đôi giày đỏ vừa rồi là 460 các chị ơi, 460k từ size 35 đến size 39 nha. Rồi đầm đen các chị ơi, mã số 14365 giùm em đầm này. Mã số chiếc đầm này là 14365, giá tiền là 1.300k các chị. SML vẫn là từ 48kg cho tới 65kg giùm em nha. Dài đâu em. Chị ơi, chị nào mà đặt cái đầm đen này ghi cho em mã nha. 14365 giùm em. 14365 giá tiền là 1.300k. Cái gì thấy phụ kiện đi kèm em. 14365 1.300k chị Hằng đang mặc là size S nha các chị nha. Chị ơi, đặt hàng ghi cho em mã số đi, em đã đọc mã số liên tục với các chị rồi cho nên là các chị ghi cho em mã số nha. Chị Hồng Ngọc Lê một đầm đen XL. Ok XL. Cởi XL em ơi. Cởi XL không? Chị mẫu nào ra mẫu đó, đưa cho chị. Rồi, hết XL, chị Trần Quyên em L. Chị Trần Quyên em L bụi ơi. Em à. Okay, L của chị, L của chị. L của chị hả chứ? Ừ. Chị, L chị Nhung nè. Chị Phan Thị Quỳnh My M. 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 Ok M. Bà mới Thảo ơi. Chị Phan Thị Ngọc Quý M luôn. Hết M rồi. Ồ vậy là chị Ngọc Quý ơi, hết M chị Ngọc Quý. Sorry chị, em hết M rồi nha. Hiện tại là em còn S và L hai size. Chị Hằng đang mặc là size S nha các chị nha. Size S là dành cho các chị dưới 50-52kg tùy thuộc vào chiều cao, và size L các chị ơi 53kg tới 57-58kg nha. Hết M rồi chị Ngọc Quý. À, chị Vân Anh Tạ đem hết xuống. Chị mặc mũi keo. Chị lấy về tiền, chị lấy về bọn em đem lên lầu bọn em kết. Em còn size S và size L các chị. 14365 giùm em, giá tiền là 1.300k. Em còn S và L các chị nha. Lấy thôi, cái nào cũng được, lẻ tay lên em. Dạ, eo chị Hằng là khoảng tầm 72 á chị. Chị Mai Mai, nói chung là chị Hằng là đang mặc size S là vừa y vừa đẹp luôn các chị. Trang là nặng 49kg và cao 1m50 nha chị nha. Chị Pha Phan thì Kim ơi, chị mặc vừa M mà em hết M rồi. Chị Hải Yến Trần một đầm size L đi em. Ok, L. Chị Nguyễn Hoàng, chị mặc vừa size M mà em hết M chị nha. Cho chị Bích Hằng Trần một đầm L luôn em ơi. L rồi, còn S hết L luôn rồi chị Bích Hằng Trần ơi. Đó, các chị đeo thêm cái vòng như này. Thì là còn S thôi hả em? Ồ, cái vòng này nó đẹp quá. Sorry các chị, hàng em rất là nhiều nhưng mà các bạn đem đi các bạn cất hết rồi. Ồ, nghĩ sao mà đi lấy hàng vừa xong rồi về đem lên lầu cất. Đầm em còn tiền? Một chiếc xe cuối đấy. Cùng dưới 50-52kg tùy thuộc vào chiều cao nha các chị nha. 200, 207. Cái gì là nó đi?
270 bao nhiêu cái? À đúng rồi chị Lucky. Em còn size S dưới 50-52kg tùy thuộc vào chiều cao. Vòng cổ cái này mất đâu một cái rồi. Giá tiền là 270. Vòng này, là em tự đi lựa cho các chị nha. Từ cái hộp em đi lựa cả tháng hơn rồi đó. Em bay đi là hơn một tháng rồi và các bạn đem lên lầu các bạn cất. Chị Thanh rồi hết đầm mồi. Không còn size tí nữa còn lấy sao nha. Giờ em còn có cái size đâu cái rồi không trưng bày luôn. Em còn size S thôi các chị ơi, duy nhất size S và ví cầm tay chị Hằng đang phối cùng, giá tiền là 380 nha các chị nha. Màu nâu, màu kem. Hay màu chị? Kem ạ, à, nâu nhạt ạ, à, nâu đậm ạ. À. Nâu đậm. Kem nâu nhạt, nâu đậm. Trời em có nhiều màu hàng độc lắm nhưng mà các bạn là cất thôi à, giấu không à. Màu rêu. Màu rêu, đây rồi, rất 380. Là nhiều màu. Đậm. Quá là nhiều màu, cực kỳ nhiều sự lựa chọn các đính chị luôn nha. Rất là nhiều luôn các chị ơi, đính hạt rất là nhiều luôn. Rồi okay, em hết hàng luôn qua mẫu em ơi. Ví 380 các chị thích ví này đặt luôn nha các chị nha. Màu rêu, màu xám, màu nâu đậm, màu nâu nhạt và màu kem nha các chị nha. Chị Hồ Nguyệt. À chị Lan Nguyễn lấy sợi dây đeo cho em xin số điện thoại để kèm đây luôn này, đi. Đây quá đẹp luôn. Dây đeo em cổ đi, là 270. Đi lựa cho các chị đó. Mà về lâu rồi đó mà giờ đây còn đang nằm đây này. Chị Lan Nguyễn quá. Cho em số điện thoại nha chị Lan Nguyễn nha. Đem hết phụ kiện cho các chị nhanh tay. Ok bây giờ em lại qua một cái siêu phẩm cho các chị đấy. Báo sao mà các chị đừng có thông cảm, đừng bảo em khó tính, em hay quạo nhưng mà em bực mình lắm. Để cho em quạo đi lần sau cho các bạn nhớ. Ok chị Lan Nguyễn một cái dây đeo cổ 270 em. Đẹp lắm á chị Lan. Dạ túi là 380 chị Hương Thi ơi, không hết màu đen rồi chị Hương Phạm. Một dây chứ ơi. Một dây bên đó đó em. Đúng rồi. Mở đơn vô. Chị Ngọc Nguyễn với một cái dây luôn em. Ok chị Ngọc Nguyễn một cái sợi dây đeo 270 luôn. Dạ không, chị Dạ Hân Đinh ơi, bây giờ em lên đầm mới các chị ơi. Đầm mới này cũng ML ở đây hả em? Ok, chị Nguyệt Đinh một dây đeo cổ luôn kìa. Ok, yeah. 14366 là mã số chiếc đầm mới chị Hằng chuẩn bị ra các chị nha. Chị còn dây đeo cổ không em? Đấy, đúng rồi nha. Đinh với chị với một dây thôi. 14366, giá tiền là 1.180.000 mẫu đầm mới các chị nha. Và đầm mới này cũng là SML XL. Chị Nguyễn Oanh ơi em ghi lại số điện thoại nha. Để em kiểm tra tí còn cái sợi dây đeo này em lấy chị ha. Ghi số chị Nguyễn Oanh lại đi em. Chị Ngọc Diệp ơi, chị Ngọc Điệp ơi đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm luôn ạ. Đầm này vải không dễ nhưng mà hàng may hai lớp vải thoải mái lắm các chị. Form nó hơi suông nhẹ một tí xíu và chị Hằng đang mã S là còn hơi rộng nha các chị nha. Đầm này 48kg trở lên giùm em, có kèm theo cái vòng cổ, cái bèo ở cổ là mình thắt rồi nha các chị nha. Chị Kim Anh dây đem hết rồi, tí em lên mẫu mới ha. Chị Trịnh Hòa An lấy cái đầm này size L em ơi. Đầm này là SML XL, tối đa là tới 63kg tùy thuộc vào chiều cao giúp em nha các chị nha. Chị Hằng đang mặc là size S ạ. Kèm theo cái vòng dễ thương quá, cái bèo ở trên cổ xinh quá luôn á các chị. Dễ thương cực kỳ luôn. Chị Đào hồi nãy em hết dây đeo rồi, tí em sẽ lên mẫu mới nha. Dây đeo em nhiều lắm. Em ơi. Lựa cho các chị nhiều lắm. Chị của chị hai cái đầm L. Em ơi lấy hàng giùm chị đi. Thúy. Thôi được rồi, đừng có ngoáng con nó nữa. Bảo ơi chị một cái đầm L đi em. À. Rồi còn L nữa không? Còn L. Chị Trần Quyên một đầm L bỏ qua luôn. Chị Hà Nguyễn một cái đầm L luôn. Mã số đầm này là 14366 các chị nha. 1.180.000 SML XL. Chị Phúc Nguyễn M Thúy. Còn L nữa không? Chị Ngọc Nguyễn một đầm L. Chị Ngọc Điệp là lấy cái túi màu xám nha. Ok chị Ngọc Điệp. Đẹp ha chị ha, chị có tên không? Đầm đẹp xuất sắc luôn. Còn L nữa không em? Dạ còn. Chị Hà Nguyễn một đầm L. À, chị Diệp Thu cái đôi. Dạ size lớn nhất là tới 63kg á chị Thùy Dương ơi. Chị Ngọc còn L nữa không nè? Hết L. Rồi hết L. Vậy là hiện tại lấy vòng cổ mới em. Hiện tại là em còn S M XL. Chị Hằng đang mặc size S nha các chị ơi. Chị Đỗ Minh Hiền ơi chị mặc vừa XL. Chị Mai Trần một đầm XL. Trời ơi. Còn cái cổ cột size à. Dạ ví cầm tay là 380 nha chị nha. Úi rồi, phải thấy cái cổ này nó đi gắn liền chứ. Để đi tháo cái cổ sao. 14366 giùm em các chị ơi. 14366 giá tiền là 1.180.000. Đầm này phối màu xuất sắc luôn. Hàng Hồng Kông cao cấp. Các chị ơi mang về từ Hồng Kông cho các chị đẹp lắm. Ủa cái vòng cổ cũng xinh, vòng cổ nhiêu tiền vậy em?
vòng cổ 220 đẹp lắm, xuất sắc đẹp đây các chị. Vòng cổ 220, đá cực đẹp luôn các chị ơi, hạt đá màu trà rất là đẹp luôn. Chị Đỗ Minh Hiền ơi, chị lấy size XL thì ghi cho em là XL, kèm số điện thoại liên tục giùm em. Chị mặc trời một, chị mặc vừa size XL nha. Ok chị Lợi Nguyễn thì em serum dưỡng mắt kẻ mắt nước, kẻ lông mày màu nâu ship liền khỏi gọi. Chị Vũ Ngọc Mỹ một đầm M em ơi. Em còn SM XL giá tiền 1.180.000 chuẩn hàng Hồng Kông cao cấp luôn các chị ơi. Đó các chị thấy không? Chỉ cần phối thêm những cái phụ kiện rất là đơn giản thôi, nhưng mà lên cái đầm là cực kỳ sang luôn. Và đầm này là đầm che khuyết điểm nè các chị ơi, nó hơi suông nhẹ một tí xíu ha, các chị mặc lên xinh lắm. 14366 nha các chị nha. Em ơi một đầm XL chị Đỗ Minh Hiền. Một đầm XL. Chị Thái Thuận một đầm XL luôn. Chị Phúc Nguyễn lấy cái vòng cổ chị Hằng đang đeo em. Dạ chị Hằng Phạm ơi, cái viên uống nho hai cù là em nợ đơn nha. Em sắp về hàng rồi, khi nào hàng về em trả nợ ha. Chị Chiến Nhung một đầm L. SL. Rồi, à sorry chị, Chiến Nhung em hết L rồi, em quên hết L rồi chị Chiến Nhung nha. Chị Đào ơi, một cái vòng đeo cổ em. Ok, vòng đeo cổ. Chị Linh Hoàng ơi, chị Linh Hoàng cho em xin số điện thoại để kèm nha. Chị Võ Tính ơi, đầm này 68kg, không có vừa. Chị Quỳnh My. Dạ chị mặc vừa size M chị Quỳnh My nha. Chị nào lấy vòng cổ á thì ghi cho em là vòng cổ 220 kèm số điện thoại luôn. Chị Diễm My M em. Em hết L rồi chị Vân Thanh ơi. Dạ hết rồi chị Ngọc Ngô Thanh, nhưng mà em nhận đơn trước, khi nào mà cái dưỡng mi về em ship sau nha. Ok chị Dung Thạch lấy hai chống nắng. Chị Dung lấy cái vòng cổ luôn. Một cái vòng cổ. Chị là còn gì? Em ơi, S chị mà có khách lấy chưa em? Chưa chị. Dạ còn một cái S, một cái còn S và M 2 size các chị nha. Có 1 4 3 6 6 giùm em. Đủ S chị nha. 1 4 3 6 6 S và M 2 size các chị ơi. Đầm này S M là từ 48kg cho tới 55kg, 56kg tùy thuộc vào chiều cao. Cái túi này đẹp quá, giá đẹp quá chị. Em ơi chị Pha Phan thì kim M. M. Chị Mùa Xuân ơi, cho em số điện thoại đi kèm, ghi cho em là ví nâu kèm số điện thoại ha. Chị Tuấn Phong mặt nàng ngủ tổ yến ok chị. Ví 380 chị Mỹ Thanh nha. Chị Nga Trường chị mặc vừa size XL nhưng mà em hết XL rồi. Chị Nguyễn Thu M. M. Hết M rồi. Hết M rồi chị Nguyễn Thu ơi, một cái S cuối cùng luôn. Dạ vòng cổ là 220 chị Mai Linh. Chị Thảo Trinh một chống nắng em. Dạ Hồng Trần áo ngực màu da 34 còn chị Hồng Trần ơi, tí nữa bạn gọi bạn báo màu báo size lại cho chị nha. Em chào chị An Võ, giờ này mới vào hả chị? Rồi bây giờ em lên đầm nhung xuất sắc nha các chị ơi. Đầm nhung mà hồi nãy em có nhá nhá các chị xem á. Đầm vừa rồi là em còn một cái chiếc size S thôi. Chị Cẩm Tú Nguyễn một cái vòng cổ luôn em ơi. Mã giá size mẫu mới nè. Ôi đẹp quá à. Trời ơi nó sang không chịu nổi luôn. Hôm nay chị nào mà tiệc tùng là chuẩn. Gần cái cổ xuống tiếp rồi. Dạ. Để cho mã giá size đi. Nhanh lên không thôi hết hàng, hình tiên nó lấy hết của chị kìa. Chị Đức Mạnh Dương lấy cái ví chị Hằng cầm luôn em. Cái này chị nhớ có 2 màu mà. Có màu xanh đen nữa em. Màu xanh đen lấy ra đây nhanh tay. Chị ăn gõ. Mã giá sai. Càng quá chị, trời ơi xin lỗi em. Ok màu đỏ tiếp theo nha. 1 4 3 6 7. Lại phân sai đi. 1.210.000 Ai tới đeo. Trời ơi các chị ơi, đầm này em có hai màu nha. Các chị ơi, đầm này em có hai màu. Chị Hằng đang mặc màu đỏ đô. Bạn đang cầm là màu xanh đen. Các chị đặt màu nào thì ghi cho em màu nha. Đầm này mã số là 14367. 14367 giá tiền là 1.210.000 SML lợi theo. 48kg tới 65kg giùm em. Đầm này chất liệu co giãn nha các chị nha. Chất liệu là nhung á các chị. Chị Anh Huyền lấy một cái màu đỏ size S em. Chị Anh Huyền đỏ size S nha. Chị Hằng đang mặc đã hết đỏ S. Đỏ là còn M, L, L, xanh còn đủ size. Chị Lê Phượng đỏ L. Chị Thanh Nhàn ơi, đặt hàng ghi cho em màu nha. Tại vì đầm này em có hai màu á các chị. Ghi màu vào em. Ok chị Phan Thu Hà. Chị Lê Phượng em lấy rồi. Đầm này tới 65kg mặc được các chị ơi. S, M, L, L và chất liệu giãn nha các chị nha. Em ơi chị Phạm Thủy hai màu size L. Chị Phạm Thủy hai màu size L luôn. Màu chị Phạm Thủy đưa đây em rồi. Nhanh nhanh tay lên. Chị Phúc Nguyễn, M đỏ. Trời sang quá chị ơi. 14367 đầm này giùm em nha. Xanh và đỏ các chị ơi, kèm thắt lưng luôn. Kèm thắt lưng luôn nha các chị. Quá đẹp luôn. Đặt hàng ghi cho em mã giá size liên tục nha các chị ơi.
người ta sao cái keo này chạy sao cái keo nè em ơi, cô chị đỏ mờ chưa? Mới mờ anh chị. Đúng rồi, đói mờ đi chị. Còn đỏ lờ không? Còn đỏ lờ không? Cái keo xanh từ từ chị đỏ, đỏ lờ hết rồi đó, phải mờ. Đó, vậy là đỏ rồi. Bây giờ em còn M, XL. Đỏ là còn M, XL. Xanh là còn đủ size. Nó có cái, người ta có cái mã số, cái size trên này. Bảo nó ngồi ghi size, trong khi nó đánh giá với ghi size là bằng lời rồi. Em ơi, chị Minh Anh một cái đỏ XL nè. Đỏ XL hết rồi chị. Hết luôn rồi chị ơi. Vậy là đỏ bây giờ còn duy nhất size M. Size M dưới 57kg giùm em. Xanh còn đủ size nha các chị nha. Chị Đỗ Hà đỏ M. Ok đó mà chị. Ok chị Lan Phương Lê mặt nạ ngủ tổ yến và kem chống nắng chị nha. Chị Quỳnh My ơi đầm này đeo 6-7kg mặt được, tại vì cái này nó có giãn nha các chị nha. Chị Quyền Túy màu xanh em M. Ok đó em M. Xanh em M luôn. Hết rồi chị Bích Hằng Trần ơi, đỏ còn em M thôi chị Bích Hằng Trần. Xanh còn M xanh tây xanh nha em. Dạ. Xanh còn M L, đỏ còn M. Còn M L ý nghèo. Ủa em ơi, xanh đỏ còn M không? Tiếp khách bán hàng rồi kia mở hết rồi chị, đó còn S, S cho Nhung chị hàng mặt. Hết luôn rồi đó, vậy là đỏ hết chị lấy rồi. Rồi, hết rồi. Ha, chị Hồng Cao không có size lớn, có tới eo rồi chị Hồng Cao ơi. Chị ơi em còn màu xanh thôi nha, em hết màu đỏ rồi các chị. Màu xanh cũng đẹp lắm, chị Hằng mặc màu xanh lên các chị xem nha. Đầm này mã số là 14367, giá tiền là 1.210.000 các chị nha. Màu xanh là hiện tại còn M, L, XL 3 size. Dạ có, chị Thanh Long Trần Võ gọi trực tiếp đặt hàng giùm em ha. Chị Như Nhân mặt nạ ngủ tuổi em về rồi. Trời ơi, đầm này vải giãn mặt thích lắm các chị ơi, rất là sang chảnh luôn nha. Kèm thắt lưng luôn các chị ơi, kèm thắt lưng làm cho cái eo của mình nhỏ hơn nè. Chất liệu nhung co giãn, nhũ kim tuyến rất là sang luôn. Nhung là năm nay đang cực kỳ hot luôn nha các chị nha. Sở hữu ngay cho em một chiếc đầm nhung trong tủ quần áo đi các chị. 14367 là mã số chiếc đầm này các chị ơi. 1.210.000 thôi. Quá rẻ, quá đẹp luôn các chị. Đẹp, rẻ, chất lượng các chị. Đầm này các chị nhớ để dành đi tiệc đêm nha. Lên tiệc đêm mà lên đèn cái là lung linh luôn các chị ơi. Cố lên đèn là em lên đồ em đi tiệc. Đúng không các chị? Trời, xanh là mời lớn eo nè. Chị nào chưa đặt được đặt gấp luôn các chị ơi. Đầm này không vừa rồi chị Trần Thoại cảm lên ơi. Ý eo là tới 65kg giùm em nha. Rồi hết đi theo. Còn xanh ML các chị ơi. Mới đi mấy em, nhanh tay cho chị đi. 50kg tới 60kg là các chị mặc vừa M và L hai size nha. Cái này ủa chứ vậy? Mà cái này sao? Cái này đẹp quá. Xanh. Em còn xanh ML kéo cái thắt lưng xỏ vô cái con đĩa đi chị. Hết rồi chị Cỏ Mai ơi, bây giờ làm chỉ còn ML hai size thôi. 14367 1.210.000 nha các chị nha. Phụ kiện mới đi tiền ơi. Cho cái vòng cổ mới đâu em, đắt nhất rồi mà. Vòng cổ ghi cô vô em, mà đã khách đầm một đám đó. 14367 là mã số chiếc đầm các chị ơi, 1.210.000. Màu xanh cũng đẹp các chị ơi, xanh quá sang luôn. Em còn ML 2 size. 50 tới 60 kg là các chị mặc vừa ML nha. Chị nào lấy đầm này ghi cho em size kèm số điện thoại gấp luôn nha các chị ơi. M và L chứ đầm mà chị Hằng đang mặc ạ. Hoa tay nhiêu tiền em? Em chào chị Kim nha. Rồi cái đồ tài xinh tiền là xinh đó chị. 240 đô hoa tay chị Hằng đang phối cùng xuất sắc. Trời ơi. Hạt đá lung linh lộng lẫy luôn các chị ơi. Cái này che bụng to, bụng bự hông to che hết luôn đó các chị, đi tiệc thì thôi rồi. Màu đẹp quá. Chị Tâm Lê ơi, chị gọi trực tiếp giùm em để các bạn kiểm tra đơn hàng nha. Đầm này đẹp các chị ơi. Có 1.210.000 em nói thiệt, em phải nói là chỉ có 1.210.000 thôi mà sang lắm. Lộng lẫy lung linh cực kỳ luôn các chị. Em còn M và L. Mua luôn đôi bông tai phối cùng với chiếc đầm này quá đẹp luôn các chị ơi. Hàng Hồng Kông cao cấp các chị ơi, form xuất sắc luôn nha. Chị có hông to, bụng to bao nhiêu thì đầm này cũng che khuyết điểm rất là tốt luôn. Các chị ơi đặt hàng ghi cho em tên sản phẩm kèm số điện thoại liên tục giùm em ha. Đầm giá tiền 1.210.000, mã số là 14367, em còn ML 2 size, 50 tới 60 kg, hoa tai 240 các chị. Chị Trương Nhật coi chị đặt sản phẩm gì vậy? Còn chị nào chưa đặt được không nè, các chị nhìn ở bên ngoài nha, đẹp hơn trong màn hình rất là nhiều luôn á. Nhìn qua live thì thấy cái chi tiết này hay là màu sắc nó không có chuẩn lắm nhưng mà bên ngoài rất là đẹp. Chị Thanh Nhàn lấy đôi hoa tai luôn đi em. Đưa vô chốt rồi, đưa giấy nè. Hoa tai để đâu rồi em? Mờ mà lờ chiếc đầm này chốt nha các chị. Phải coi có hàng không mới chốt được chứ. Tốn Phong không, ơi. Không có hàng thì chốt làm sao được, hoa tai cái nôi chị đeo để đâu. Chị Tốn Phong ơi, em hết rồi, bây giờ mình lấy màu xanh đi.
Em ơi, chị Ngô thì tôi một cái đầm size L màu xanh. Ok em. Em còn M và L các chị ơi, M và L hai size. Vậy là em hết L nha các chị. Em còn S là như lấy rồi phải không tiếp? Nãy em báo chị còn M lấy cho em. S em lấy chưa đây? S em lấy chưa? Rồi S, M, L các chị. Hoa tai đợi em tí xíu để em coi còn hàng không nha. Ủa Thảo em lấy S chưa? Thảo vừa lấy đôi hoa tai này đâu á. Rồi SM 2 size các chị ơi, 48kg cho tới 56-57kg nha. Chị Phạm Thị Quỳnh My lấy M em. Đeo đôi nào thì bỏ. Dạ L tối đa là tới 60kg chị Ngọc Hà Nguyễn. À, chị Ngọc Điệp ơi, bên em màu xám hồi nãy bạn ghi giấy rồi, tí bạn sẽ gọi chị Ngọc Điệp ha. Em còn S và M, một cái S và hai cái M nữa là hết hàng các chị nha. 1.210.000 đầm này các chị. Hai cái M một cái S treo cái điểm cực kỳ tốt đó chị ạ. Sàng quá. Mặc đi tiệc xuất sắc luôn. Sang tiệc là sao để em thay đôi bông tai một cái. Lâu nay không có em ở đây các bạn này, bây giờ các bạn ấy làm việc cái kiểu lững lơ đợi chờ lắm. Dạ cái này mình giặt tay ok chị Hằng Thái Anh ơi. Không có sự chuẩn bị gì hết. Vậy mới biết bé Nhung thật là ở ngoài đây là làm việc là hơi bị áp lực luôn á phải không Nhung? Làm việc kiểu lững lơ đợi chờ lắm, chị bực bội rồi đó. Dạ chị Ngô thì tôi ơi, chị chỉ mặc M thôi chị, M là vừa đẹp rồi. L là rộng nha chị nha. Mà phụ kiện lấy về là phải đem ra bát, chứ không phải phụ kiện lấy về rồi đem lên trên lầu đi cất. Trời ơi chết rồi. Đây bây giờ em chuyển hoa tay mới cho hoa tay này nhiều tiền em. Phải nhắc đến cái dây cổ nữa. Đôi bông tay này chị hơi nặng nhưng mà đi tiệc đeo thì chất còn hơn là nước cất được thẻ. Mà chụp hình tự sướng đây là đẹp lắm luôn đó các chị nha. Hoa tai hồi nãy hết rồi chị ơi. Áo này là đôi Chanel mẫu mới đẹp hết lắm, luôn chị Trang Phạm. Môi đầm này em còn S và M. Đôi này mà đi tiệc là bá cháy luôn đó chị. À đôi hoa tai này 180k Chanel siêu sang chảnh này các chị. Chị nào lấy hoa tai Chanel vàng này cho em số điện thoại luôn, em chốt hàng luôn chị ha. Đầm thì em còn S và M 2 size, giá tiền là 1.210.000 ạ. Em chỉ còn hai cái size M thôi chị. Ha ha, đầm xanh nó còn không tiếp. Đầm xanh dạ hội mà loan màu xanh hôm bữa chị Hằng mặc á. Còn chị ơi, đầm xanh nó còn, các chị ra cửa hàng thử nha. Đầm đó còn, chị ra cửa hàng thử. Em toàn mặc đồ ở shop đi đâu em cũng mặc đồ ở shop bán hết á. Thì em thấy đẹp em mới lấy về bán cho chị nha. Chị bằng lăng tím một đôi hoa tai. Hoa tai này chị đi chị Nguyễn Mai một viên uống. Đứt tay. Đôi này hơi nặng tí nha các chị. Hơi nha. Nặng nhưng mà đẹp quá, em cầm lòng không nổi, lên sàn cắt guốc của Chanel luôn đó chị. Nói chung là rồi, các chị không dùng hợp, khó không tí. Hợp, táo ra. Chị Bích Ngọc một đôi hoa tai luôn em. Chị Hoàng Nguyễn Minh ơi, đầm này em hết sấy thì vâng, em rồi. Chị Lucky Lucky, trời mấy hôm nay em bận á. Ok, hoa tai Chanel. Hoa tai Chanel ok, không đem hoa tai Chanel 180, chị nào lấy hoa tai thì mình cứ gọi trực tiếp đặt hàng để các bạn gom đơn luôn ha. Mẫu này em cũng có mấy đôi thôi à. Nói chung là đồ bên em mà các chị biết rồi, đẹp độc lạ. Thì Lâm ơi chắc là người rồi đó. Em thích cái bán cái gì độc lạ lạ. Ok em ơi chuẩn bị đi, còn một cái S một cái M nữa thôi, qua mẫu mới cho chị nào. Chị bằng lăng tím với đầu hoa tai với cái vòng cổ tiếp mới vừa cầm luôn á em. Ok vòng cổ em vòng cái mãi thì không? Hợp nhưng mà không hợp với cái đầm này thôi, chứ cái vòng cổ này đẹp lắm. Vòng cổ này đẹp lắm. Túi chị Hằng đang phối cùng là BVL, giá tiền là 9.120.000, hàng super nha các chị nha. Đôi vòng tay này với cái vòng này tương đối là hợp. Cái vòng này vòng sát cổ chị yêu đẹp lắm á. 200k cái vòng này. Ha, em không có đâu chị Hằng Thái Lan. Em tự đi lựa cho các chị đó, đẹp quá giá đẹp luôn. Đây một đôi vòng tay Chanel nữa. Rồi đây cho bôi nữa này. Còn hai đôi Chanel nha. Chị Anh Nguyễn lấy cái vòng cổ luôn em. Vòng okay, cổ nhiều tiền á tiếp. Vòng 200k chị. Vòng chị cổ này xinh lắm. Cho khách em lựa cho các chị cái đợt em đi cái đợt cả tháng rồi đó. Túi này là 9.120.000 chị. Ra thật nha các chị. Ra thật ạ. Túi này là sếp em mua về là thích cá lấy thì đi đâu cũng cầm, các chị thấy không? Đi đâu cũng mang cái túi này theo. Đúng rồi đó, em đi đâu cũng mang theo cái túi này hết. Chị Nguyễn Mai một viên uống ok chị luôn. Chị okay. Trần Thủy ơi, chị mặc vừa size M á, lấy làm này M cho em số điện thoại okay, đi kèm em luôn. Em bắt đầu qua mẫu nè. Em coi có chị Rô Trịnh còn á thì lấy chị Rô Trịnh nha.
Chị nào đặt phụ kiện thì có hàng bên em sẽ gọi, cho các chị ngay ạ. Bông tai mới cho chị nha, chị đeo đôi Versace. Hôm nay em có nhiều đôi bông tai hàng hiệu đẹp lắm á chị. Ok, chị Biên tùy em đứng lên liền. Ok, các vòng cổ. Đây. Em ơi, cái đầm này lấy cái vòng cổ mới về cho sát kìa, cái vòng cổ sát cổ kìa. Đúng rồi. Có giá chưa em? Cái vòng cổ mới về có giá chưa em? Có giá rồi, đem đây. Ok, đôi bông tai. Ok, tháo tai. Tháo nhẹ thôi, không có tiếc còn đeo nhiều đôi khác nữa. Rồi em lên cái chiếc đầm đen siêu sang chảnh này nha các chị nha. Đầm này đẹp lắm. Thôi đó, có giá rồi hết đó mình à. Chị Lê Thanh ơi, đầm này 62kg chị mặc à, mới về em lời mình. Dior. Mình hay lấy đôi cái bông tay Dior đi. Không, cái đó à, là vòng cổ. Vòng cổ Dior đi ngay. Chị Thúy Lâm ơi, cho em xin số điện thoại đi, em kiểm tra đơn cho. Dạ có chị Thủy Thu ơi. Rồi chị Nhung Nguyễn ơi, hỏi chị lẹ không biết đừng trả lời luôn á. Nói chung là mình đeo mình bảo quản thì mình sẽ đeo được lâu thôi chị. Tại vì cái này là phụ kiện thời trang mà chị. Trời ơi em có cái này là em về 150 đôi cái. Chị nào đặt được thì đặt nhanh nha. Em thích cái này nhất trong cái đám vòng cổ từ cái đợt em về. Lần này em mới phải về lại. Lôi một chiếc, một cái tháo này. Tháo một cái đi nhanh tay. Đây, em có được cái đôi đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Vừa về đấy các chị yêu, em vừa mới cho về đấy. Gỡ hết ra đi em, tháo hết ra, bung ra. Bung ra, thả xuống đi. Tiền, cứ đứng đó nhìn em. Nhiều tiền. Rồi đeo, khoan đã, mặc đầm đã. Trời ơi, đôi này đẹp lắm. Ôi, em mê mẩn nó mà hôm nay về chưa kịp lấy, các chị mua hết à. Dior đẹp lắm luôn đó các chị ơi, cái đồ cái này đẹp lắm. Tháo hết ra đi em. 150 cái lấy đem ra đây đủ nha. Giá nhiều lắm mình anh. Chưa đeo mà. 220. Dạ. Đâu có, cái này hôm trước là giá bao nhiêu? Chị coi lại nè. Đưa cái túi bóng này chị xem nào. Túi đâu nữa rồi. Rồi xóa cái này rồi ai biết đâu rồi mò. Chị Khoa Lâm một cái vòng tiếp. Vòng nè chị. Ừ. Cái đầm chuẩn bị mặc tiếp theo ok. Dạ đầm của chị Hằng đang mặc là em còn một màu xanh chị nha. Giá tiền là 1 triệu. Từ cái tờ giấy tự nhiên cái đầm xanh mấy chị đã quên rồi. 1 triệu. Chị ghi xong đầm xanh chị quên giá luôn. Đầm xanh này mấy tiền chị đã quên rồi, bên anh là tờ giấy bắt đầu rồi. À. 24 mới nhanh rồi. Rồi tay đầm em ơi. Đầm chị Hằng đang mà em chỉ còn S và 24 M thôi chị ơi. 240 vòng cổ chị Hằng đang chuẩn bị phối cùng vòng cổ Dior mà rất là nhiều chị hỏi nha. 240k giùm em cái vòng cổ. Rẻ lắm luôn á, 240 rồi. Mà lấy hạt hết luôn cái vòng dây luôn. Chị lấy 220 rồi đó, chị cộng cước là 240. Trời ơi, em khoái cái này lắm cái chị. Xuất sắc luôn á các chị. Vòng cổ này là 240k nè. Chị nào mà đặt cái vòng cổ này thì ghi cho em là vòng cổ đi kèm với lại số điện thoại luôn nha. Đây các chị. Dạ cái này là mình sẽ quấn hai vòng. Chị nào mà thích đeo dài thì mình thả dài, mà không thích đeo ngắn mình quấn hai vòng. Nó có cái dây buông nhẹ xuống xinh lắm nha các chị nha. Tí nữa chị Hằng sẽ phối đồ lên các chị xem. Ok chị Anh Nguyễn một cái vòng cổ đi em. Bỏ riêng rồi cái vòng cổ đi, tiền đám cái nào bỏ qua. Ở trong vòng cổ nữa kìa. Dạ đầm xanh em chỉ còn SM thôi chị Trịnh Liên ơi, hết XL rồi. Ok chị Lâm cho em cái vòng cổ luôn tiền ơi, là hai cái rồi. Vòng cổ 240 hai cái rồi, bỏ qua đằng bên. Ok chị. Trời ơi đầm đẹp nữa, cho chị mã giá size đầm em ơi. Đeo cái cổ vô đi em. Với lại đeo một cái bông sát tay. Dạ. Bông sát tay, lấy bông sát tay. Đầm này đẹp lắm các chị ơi, rinh ngay cái chiếc đầm này. Không được bỏ qua các chị ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị ơi, mã giá chị Thảo lớn một cái vòng cổ, chị Liên Kim một cái vòng cổ luôn. Vòng cổ đã. 1.490k chiếc đầm mà chị Hằng đang mặc các chị ơi, SML XL mã số là 14368 đẹp. Em thấy về hàng lẻ phải nó lấy sếp em cá liền, sếp em khoái cái form này lắm các chị ơi. 14368 các chị nha, 1.490k.
em có SML XL. Hai bộ vòng cổ ok nè. Trời ơi, đeo vòng cổ mà tại em biết đeo. Nè, hai đeo vòng cổ nè. Đây đây này, thẳng rồi 4 cái. 4 cái, đây 4 bộ chưa? Rồi ok, 2 bộ chưa, lấy ra mã cho em đi. Rồi lấy 200, 2 bán 200. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đi đi. Chị con la móng quầy giùm cho. Chết chết, con ngay ngoài. Ok, chị Hồ Ngân 1 vòng cổ chị nha. Ok chị. Ok, chị Nguyễn Nguyên 1 vòng cổ luôn. Ok chị. Em lấy đeo nha. Chị Lan Ngô một vòng cổ luôn chị ơi. Hai vòng cổ luôn. Ok, hai vòng cổ. Rồi che hết màn hình luôn. Ok, chị Bảo Ngọc một vòng cổ luôn. Trời ơi, 240 quá rẻ, quá đẹp. Mà chiếc đầm các chị ơi, đừng có quên cái đầm của em nè, đầm đẹp xuất sắc luôn nha. 1.490k chiếc đầm chị Hằng đang mặc, SML XL, 47 cài sát làm chị em. 47 kg cho tới 63 kg giùm em nha. Em chốt là chị nào rồi? Chị Bảo Ngọc chị. Đẹp, chắc rồi chị Bảo Ngọc đang đâu. Chị Nguyễn Bảo Ngọc vòng cổ bỏ qua chưa em? Chị Đanh Chanh một vòng cổ. Chị Anh Nguyễn một đầm L. Ok L. Chị Trần Quyên một đầm L em. Ok L. Đầm này giá tiền là 1.490k, mã số là 14368 các chị nha. Chị Mùi Mùi một đầm XL. Ok XL. Đặt hàng ghi cho em tên sản phẩm các chị ơi, kèm size, kèm số điện thoại giùm em. Rồi vậy là em còn S và M, chị Tiến Phạm một vòng cổ em ơi. Đây này Trần nè. Chị My Trần lấy cái đầm M cộng với cái vòng cổ luôn. Ok M. Chị Hoài Đinh một cái vòng cổ nè. Chị Minh Anh ơi, đầm em hết size của mình rồi, đầm này form đẹp quá. Còn size gì quên nữa rồi. Còn M. Còn M thôi các chị ơi, hết size quá luôn rồi. Em M dưới 55kg đầm này giùm em. Chị Huyên Hà Thị một vòng cổ đi em. Chị Hoài Đinh một vòng cổ. Đầm này em còn duy nhất size M chị nha. Chị Lụa Trần một vòng cổ. Còn M, còn M, còn S của chị Hằng rồi mà. Cái này em phải đặt làm. Cái này em phải đặt. Còn mấy cái size S. Thì cái đó của chị Hằng. Ừ. Cái này của chị, cái vòng này của chị luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Chị My Trần đầm M vòng cổ lấy chưa em? Lấy rồi đúng không? Em lấy rồi chị My Trần, đầm này em còn M thôi các chị nha. Chị Ngọc Quý đầm M luôn em, hết hàng qua mẫu. Hết hàng qua mẫu em. Vòng cổ 240 nha, vòng cổ em còn. Chị nào mà lấy vòng cổ thì mình cứ ghi cho em là vòng cổ Dior 240 kèm với lại số điện thoại ha. Đính hạt hết luôn, cái nguyên cái vòng dây luôn các chị ơi, giá quá rẻ luôn. Mà cái hộp nó sáng như hộp xoàn á các chị. Lấp lánh cực kỳ luôn. Đôi bông tai có hàng không cưng. Có hàng chị ơi. Như tiền 170 chị. Hoa tai 170k các chị ơi, hoa tai này cũng Dior luôn mấy các chị. Ok rồi, hết nào qua mẫu chị. Nè qua đi. Ủa chị gọi cái mời mẫu qua chị chưa vậy? Rồi nhanh nhanh nha. Chị My Hà một vòng cổ luôn em. Cổ cổ tiếp ơi. Thôi thôi chị Minh Anh ơi, chị phải đặt sớm nè. Đặt hàng cú pháp, đặt hàng bên em á là ghi cho em mã giá xa liên tục các chị ơi. Em rồi em lấy cái đầm mã em trước cảm nha. Em rất là thích. Chị Anh Nguyễn thích lắm luôn ạ. Rồi lấy túi đi, chuẩn bị đi kèm với đầm này. Các chị ơi, không phải em khó tính em hay la la nhân viên đâu, mà em là siêu khó tính luôn. Em cầm cái gì em cũng phải cần một cái sự chuẩn bị chín chu hết. Chị Mỹ Ngọc một cái vòng cổ luôn. Okay, trời ơi, cái đầm này đẹp vô cùng. Rồi bây giờ em lên đầm mới nha các chị ơi, đầm mới mã giá size đi cưng ơi. Rồi bây giờ lên siêu phẩm này, lên siêu phẩm này đúng nha. Yeah. Mỗi size còn cái luôn hả? Không cái chị. Đứa nào lấy hết rồi. Tiếp không? Tiếp lấy hết rồi. Là tức là SM lại đây mỗi size cái. Giá tiền nhiêu nè? Rồi em ra đầm mới và chiếc đầm này có mã số là 1320. Hoa tai thì các chị ơi, nếu mà gọi được các chị gọi giùm em á, để các bạn gom chung qua đơn hàng ha. Tại vì một đôi hoa tai bên em là không có ship hàng riêng, nên là các chị chịu khó giùm em nha. Các chị sẽ gọi trực tiếp để các bạn gom đơn hàng luôn giúp em nha. Vòng cổ thì em sẽ chốt hàng các chị. Vòng cổ là 240 nha chị ơi. Rồi em ra đầm mới các chị ơi, chiếc đầm này giá tiền là 1.320. 1.320 SM lợi đeo mỗi size cái luôn. 48kg cho tới 63kg đầm này giùm em. Kia kìa, mỗi size một cái. Mà
Mở ra kiểm tra chưa em? Mở ra kiểm tra đi, không phải đâu, cái này chị lấy nhiều lắm, cái này mẫu này chị thích. À rồi. Rồi ok. Màu chữ 320S MLL nhanh tay đặt hàng các chị, mỗi size đúng cái một cái luôn. Tí nó lấy hết rồi. Chị xoay nguyên một vòng cổ đi em ơi. Mẫu này trước giờ cũng không. MLXL mỗi size một cái luôn chị ơi. Đẹp quá. Chị Ti ra phạm một cái vòng cổ luôn. Tụi mình kiểm tra mẫu này còn. Vậy chú của em mời còn không? Em mời còn mới đi rồi. Thì chú của em XL còn không? XL còn. Lấy chị cỏ dài. Chị cỏ dài XL. XL không? Ừ, được đây. Rồi hết luôn rồi chị cỏ dài ơi. Không lấy kịp rồi. Dạ, tóm lại là không có cái nào luôn đó. Ok, để em đặt về liền. Em nhận đơn này đi, chị đặt về khoảng 5 đến 7 ngày có nhận đơn này. Chị ơi, cái chị có đợi hàng được không? Nè, nhận đặt hàng của khách cái đầm này đi. Rồi ok các chị ơi, đầm này 1.320.000 nha. Đủ size các chị ơi, S, M, L, L. Chị nào mà đặt cái này. Đây đây. Chị nào mà đợi hàng được á chị ơi, chị nào mà đợi hàng được thì đặt đi rồi hàng về em ship ngay các chị, đầm này form xuất sắc luôn. Em đi hết đi. Rồi vô trọng hỏi mấy chị có đợi hàng được không? Các chị đợi hàng được thì em lấy về cho các chị đẹp quá. Nói chung là không gấp đâu, em sẽ cố gắng về hàng sớm nhất cho các chị. Chị nào mà không gấp mặt cứ đặt hàng đi chị, hàng về em ship nha. Chị Anh Huyền ơi, em đặt hàng về chị được không? Chị Bùi Việt Hằng nè, chị Đinh Thi nè, chị Candy Vinh nè, em đặt hàng cho các chị có được không? Chị Hà Vũ luôn. 1.320.000 mã số mấy vậy em? Mã số mấy? Rồi lên mẫu mới nào, dung tiếp đâu em? Chị lấy cái túi này luôn nha Nhung. Màu xanh là cái bé tiền. Màu xanh này nha. 14371 là mã số chiếc đầm này các chị nha. 1.320.000. Xài cái nở ngực á. Ngực đẹp lắm, muốn khoe. Đẹp chị khoe mà số thì che, mà đợt này xài cái nâng ngực á chị. Em sẽ về cái vòng eo thon, làm cái vòng eo thon. Rồi ok, chị nào mà đặt đầm này thì cứ ghi cho em mã số là 14371 nha. Giá tiền là 1.320.000. Em đặt hàng về. Em đặt hàng về khi nào có hàng em ship được không các chị ơi? Trâm ơi, ơi bạn em hồng cổ vô chốt điện thoại nó hết rồi. Giờ dướng này. Thôi xa chạy. Đưa vô cái bự kìa. Đưa giấy vô thôi, đưa giấy vô thôi, chạy giấy ra. Cái bự tím bao nhiêu cái tờ giấy là lấy bao nhiêu cái đồng mổ em. Chị ơi đặt đi, cứ đặt cho em cái đầm này đi rồi hàng về em ship cho. Bây giờ em qua tiếp mẫu mới nha. Phí cầm tay giá tiền là 380k. Cái này tháo ra đăng ti rồi thì không cầm. Ok chị Cà La Dương một cái vòng cổ luôn. Ok chị Thu Quách em kiểm tra đơn hàng. Đặt hàng là phải có số điện thoại vậy Trang Phạm ơi. Em đã đọc mã giá size liên tục rồi nên là các chị lưu ý đặt hàng ghi cho em mã giá kèm size liên tục kèm số điện thoại cho em nha. Không có thông tin đầy đủ là em không chốt hàng được nha các chị. Chị Bùi Việt Hằng ơi em chốt chú cái túi nha. Đầm thì mình đặt sau đi chị. Túi, cái ví này giá tiền là 380. Rồi màu nè em. Trời ơi chị Việt Thu khen những khen tay nè. Khen ví đẹp đi chị. Khen tay đẹp kìa. Chị Cẩm Lan Nguyễn đặt hàng có số điện thoại giùm em. Ví cầm tay này là em có màu hồng ruốc các chị ơi, màu hồng ruốc giùm em nha. Màu nâu đậm, màu nâu nhạt, màu xám, màu kem, màu xanh. Có đỏ không? À có đỏ luôn. Đây các chị ơi, 380k. Lấy cái túi xanh đi các bự ơi. Đó đó. Cái gì? Ừ đúng rồi. 30215 là gì? À. Giá nhiều. Rồi ok chị, vậy các chị cứ để cho em cái mã số là 14371 cái đầm vừa rồi nha, kèm size kèm số điện thoại luôn em. Không thở được, cái này phải mặc xem mò. Đi này thì đi cái chỗ opera này chứ. Rồi tháo cái vòng cổ ra đi cưng ơi, nó cũng chẳng có liên quan gì hết trơn á. Rồi bộ này đẹp quá. Bộ này đẹp, cài nút tay áo lại tiền. Túi xanh kìa. Ai cài áo đây giờ em? Cái gì ơi, bộ dung này mã số là 30215 nha. 30215 giá tiền là 1.480.000. Bộ này là SMLXL, đẹp độc lạ, sang chảnh cực kỳ. Mà cái màu đỏ này sang lắm chị ơi, màu đỏ này mặc hoài không nổi mốt luôn.
30215 nha các chị ơi. Chị Nhung ơi. Hết rồi, bây giờ mấy đô à? Ok chị Kem đi Vinh. Ok ok. Bộ này 1.480.000 chị ơi, 1.480.000 giùm em nha. Bộ này là em có SM lại đeo, chị Hằng đang mặc S là hơi ôm nha các chị ơi. 46kg tới 62kg giùm em. Chị Hà Nguyễn với bộ giùm size L. Ok chị cho em L. Ok chị Thúy Quắc để em kiểm tra đơn hàng cho mình nha. Chị Trúc Ly Phạm bộ giùm XL. Ok XL. XL tới 62kg chị ơi, lưu ý giùm em nha. Chị Hằng đang mặc size là hơi ôm một chút ạ. À. Mặc chật lắm, không phải ôm mà chật lắm đó chị. Chật em cài được cái nút ở quần này đây này, em đang che lại đó. Gì? Em 46kg tới 62kg chị ơi, bộ này giá tiền là 1.480.000 nha. Mã số 30215. Em ơi còn đủ size hả? Còn đủ size hả tiếp? Dạ. Còn đủ size hả? Còn SM XL. Vậy là em còn SM XL, chị Bùi Việt Hằng XL. Ok XL chị. Chị Dương. Chị Dương dự lên XL. Ok XL. Chị Lợi Nguyễn. À đặt cái đầm vừa rồi ok chị. Đẹp lạ. Còn XL nữa không? Còn XL chị. Chị Trúc Ly Phạm XL. Ok XL, hầu hết XL, còn SM. Chị là em còn S và M 2 size các chị nha. Chị Gia Hưng Đinh ơi, chị mặc vừa size L á chị. Đầm này em còn S và M các chị ơi, chị Ngân Nguyễn lại than nha. Bộ này là em còn SM, SM của mẫu này tới 53kg thôi các chị ơi. 46kg tới 53kg, 54kg giùm em nha. Dạ, chị lên bảo đi. Chị Thanh Thủy ơi, chị mặc vừa size L. Lúa chị Hằng đang phối cùng giá tiền là 9.120.000 nha. Chị chọc em chửi ra để cho các chị chửi ngược lại em á chị. Nào chị Ngọc Thơ size M. Bôi ơi em M. Ok em lấy cho chị. Rồi còn một bộ S, một bộ M luôn. Nhanh lên, một S, một M nha các chị ơi. Giá tiền là 1.480.000 bộ này. Em lên bảo, em đi vô em bảo đây. Mã số 30215 nha các chị nha. Còn một cái S, một cái M đó. Dạ đúng rồi chị, một S, một M. Thảo ơi em lấy cái gì vậy? Còn một cái M rồi em lên bảo đây. Thôi qua mẫu đi chị ơi. Đồ hôm nay đẹp, mãn nhãn các chị luôn. Để em đi đưa hình cái này cho các chị đã sang sảnh hết nó. Nè xuất sắc luôn các chị ha. Thảo ơi em có bán cái vòng cổ không mà em đeo hoài vậy? Chị cũng quý đổi lại M. Rồi chết rồi, đồ hôm nay đẹp quá à. Nhưng mà chắc đồ hôm nay không để dành được rồi, phải khui bán hết rồi em ơi. Dạ em đâu có để dành đâu chị. Không để dành. Bữa nào giờ là em chiến hết bữa đó hả? Không để dành được. Nên rồi mình chiến hết nha các chị nha. Rồi. Đẹp quá xá luôn. Nhà em là không có cái gì để dành như là giấu hết nha các chị nha. Giờ là em khui thì em bán hết luôn. Nha tiếp nha. Cầm em ơi, cầm. Chị bé cưng ơi, gọi trực tiếp giùm em để các bạn kiểm tra đơn hàng cho mình chị bé cưng nha. Rồi bây giờ em lên tiếp siêu phẩm đây các chị ơi, các chị thấy hình chưa, các chị ngắm hình chưa, nhìn qua hình thì chưa thấy rõ được chi tiết nha. Bây giờ là chị Hằng mặc lên các chị xem form liền, các chị mừng cái quần quá. Rồi M tới 3S hả? Rồi em lên tiếp một cái bộ zoom cực kỳ đẹp luôn nha các chị. À không phải bộ zoom set bộ, em nói nhầm set bộ. 21734 là mã số của set bộ mà em chuẩn bị ra các chị nha. Giá tiền là 720k. Em có từ size M tới size 3X. Bộ này là em sẽ dành cho các chị từ 47kg nha. 47kg cho tới 72-73kg giùm em. À, chị Trần Huyền, kem đêm giá tiền là 800k chị Thi Đan Nguyễn nha. Chị Thu Đoàn có bộ này đặc biệt là có size to, bộ này đặc biệt là có size lớn nè các chị ơi, vải cực đẹp luôn các chị ơi, vải đẹp siêu đẹp luôn rồi. Bao nhiêu ấp ủ từ sướng hát ghét mình đưa về biết sao đâu các chị tiếng vải cuối nào kẻ sập của ta. Rồi phối phục chị em ơi, bộ này xuất sắc cái cổ rồi đúng không chị, hay là liền vậy chị? Cổ liền luôn ha. Đẹp quá. Ôi em xin lỗi, đẹp chịu không nổi luôn á các chị. Cài kéo cái lấy cái này lên cho chị nào nha. 21734 là mã số của bộ kẻ chị Hằng đang mặc các chị nha. Đẹp xét áo phối kẻ sọc lớn nhỏ, quần cũng phối kẻ luôn mà vải đẹp. Vải đặc biệt là rất là phẳng luôn nha các chị nha. 720 bộ này giùm em. Không cần chỉnh luôn, không cần từ size luôn, M. Liền luôn á các chị, là cũng đẹp rồi. Từ size M tới size 3X, quần là lưng dây kéo nha các chị nha. Đây chị Hằng mặc lên các chị xem form rồi đây, bộ này đẹp. Bộ này là rồi chị ơi, áo đẹp rồi quá, và quần rồi nha.
47kg cho tới 72-73kg giùm em. Xinh lắm chị Hằng Lê, trên ngay bộ này giùm em nè. Đẹp lạ độc các chị ạ. Hàng từ H kiếp mình các chị nha. Quần ống đứng các chị, form đẹp quá. Đồ may là chuẩn nét luôn các chị. Đây ạ, tất cả đều may dấu chỉ hết. May dấu chỉ hết ạ. Tí mỉ từng đường may bột, các chị đang được mặc đồ cao cấp nha. Rất là nhiều bạn bè em gọi điện cho em bảo là ôi Hằng ơi, đợt này sao mà may hàng cao cấp mà giá rẻ quá vậy. Tại vì là hàng từ xưởng H kiếp mình mà các chị. Hàng từ xưởng HG mình, hàng chuẩn đẹp, chuẩn hot luôn nha các chị. Chuẩn đẹp, chuẩn hot, chuẩn cao cấp luôn ạ. Đẹp vô cùng đẹp luôn. 21734 các chị ơi, bộ này là từ xưởng HG mình mang về các chị nha. Đặt luôn, đặt gấp giùm em, chị nào không canh size được cho em chiều cao, cân nặng kèm số điện thoại nha. 720 chị. 720 bộ này giùm em. Mờ tới 7 các chị ơi, mờ tới 7 đủ size, đặt luôn các chị ơi, gọi điện thoại vẫn là cách đặt hàng nhanh nhất giùm em nha. Em mờ. Em mờ vô nè. Em mờ cho khách thử em ơi. Lấy em mờ cho khách thử luôn. Chị Hằng đang mặc M các chị ơi, chị Hằng đang mặc là M nha. Chị Hằng là 49 cái càng mấy 50 M là còn thoải mái luôn. Bộ này cực kỳ đẹp luôn. Gọi luôn, gọi gấp đặt hàng đi các chị ơi. Lẹ lẹ đi Thảo ơi, đi vô đi. Người ta còn lấy hàng nữa. Cái chú ấy sắp tay xong kìa. 21734 các chị ơi, 720. Chị nào không gọi được để lại cho em size kèm số điện thoại. Chị nào gọi được gọi nhanh vào số hotline giùm em. Em ơi, lấy cho chị Dương một bộ L nha Tiếp ơi. Ok, ok. Ok, Dương em lấy rồi. Em lấy M tới 7, cho khách một bộ M khách thử luôn nè. Chị Dương nha mẹ. Em M cho khách thử. Ok, em M chị ơi, chị thử đi chị. Em M cho để chị chốt hàng. Em ghi xong chưa? 5 cái M đi. Trả giấy đi. Em M. 5 cái M này, trời ơi, trong kia chốt dữ. Hôm nay khách còn dữ dữ như vậy. Chị nào mà lấy sỉ đặt luôn đủ size bộ này lấy về bán cái đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Lấy sỉ thì đặt đủ size rồi, nhưng mà đặt size 5 cái á. Chứ lấy sỉ á, phải lấy đủ size rồi. Chị Hiền với cô tôi. Chị Nguyễn Gia Phú một bộ L nè, lấy okay, hàng gấp đi em ơi. Chị Trang Thúy em mờ. Ok em mờ. Chị Chu Nhung 2X. Ok. Chị Hồ Nhung em mờ. Ok em mờ. Chị Hạnh Nguyễn 3X. Ok 3X. Chị Hằng đang mà em mờ, chị Vân Võ. À chị Kim Chi Nguyễn ơi, cho em số điện thoại em kiểm tra đơn hàng cho mình luôn nha. Chị Diễm Thúy L. Chị Diễm Thúy L. Ok em mờ. Ok tôi ráp hết lên để lấy chỗ treo đồ nha. Dạ, tại vì anh nói để từ từ. Ráp lên đi Hoàng. Đó, mọi người ráp hết kệ lên trên. Chị Trịnh Đăng Thanh chị mặc vừa L nha, đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm luôn. Chị Trang Thúy M em ơi, chị Ngọc Thơ đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm luôn. Chị Phượng Trần M. Ok em mời chị có mã giá sạch. Chị Nguyễn Hoàng XL. Ok lấy kèo. Bộ này giá tiền là 720 chị ơi, mã số là 21734 giùm em nha. Từ size M tới size 7X ạ. Dành cho các chị từ 47kg cho tới 72-73kg ha. Chị Huyên Hòa Thị M. Ok M. Dạ chị Nương Lê ơi, chị mặc vừa size L mẫu này nha. Chị Vân Võ M em. Ok M. Chị Tuyết Hoàng 3X em ơi. Chị Hương Ngoan XL. Chị nói chuyện với bé Hoa nha chị. Chị Hương Ngoan XL. Chị Hương Ngoan XL. Ok XL. Chị Nguyễn Hoàng XL. Ok XL. Chị Dung Nguyễn M. Ok M. Chị Huy Linh Phạm L. Ok L. Chị Thu Đoàn 3X. Ok 3X. Chị Ngọc Quý em L. Ok L. Chị Hoàng Thái M. Ok M. Chị Hoàng Bùi, chị cho em xin số điện thoại đi kèm luôn. Còn mẫu mới, mẫu có khách hàng không chị? Nào đi nha. Hồi nãy cái kia đó chị không có chốt. Ta bảo là chị Dung Nguyễn M. Ok M. Dạ bộ này 720 các chị ơi, 720k giùm em nha. Chị Minh Mẫn L. Ok L. Chị Bích Liễu 3X ship luôn. Ok 3X. Chị Ngọc Ngọc Ánh chưa có, chị Ngọc Ngọc Ánh em mời gửi Thảo đi em. Ok M. Em mời gửi, gửi Thảo em chị. Ok chị. Chị Minh Trần XL. Ok XL. Đẹp lắm á chị Minh Trần. Chị bé dễ thương XL. Ok XL. Chị Nông Lê ơi, chị mặc vừa size L nha chị. Đầm đi tiệc cái màu đen này. Chị Nguyễn Lâm 3X em ơi. 3X. Ok 3X. Chị Đỗ Thủy 3X luôn. Okay, chị Nguyễn Liên M. Ok M. Chị Huyền Linh Phạm L. L. Okay, chị Mỹ L. Lệ L. L. Chị Ngọc Xuân Lu ơi, chị mặc vừa size XL nha. À Dũng My ngày xài 2 lần giùm em chị Vinh Vinh. Chị Hương Đoàn 3X. Chồng em đang xài cho cái chân mày nó lên quá trời luôn. Chị Nương Lê L. Vừa dưỡng mê mày vừa dưỡng mê chị. Ok L. Các chị sẽ đây có một cái kết quả bất ngờ khi xài cái chai dưỡng mi này.
Dạ rồi, em cảm ơn chị Trái Tim Mùi Hưu rất là nhiều, nhận được mỹ phẩm rồi chị ha. Chị Ngọc Quyên, M. Ok, M. Chị Minh Mẫn, L. Ok, L. Chị Ngân Nguyễn, 25kg là cao nhiều, ghi lại cho em chiều cao cân nặng đi chứ 25kg không biết canh luôn chị Ngân Nguyễn ơi. Em cứ ghi số điện thoại cho mấy bạn tư vấn nha. Chị Minh Trần XL em. Ok XL. Chị Thiên Hoàng XL. Ok XL. Chị Bích Liễu em lấy rồi nha. Chị Trịnh Đăng Thanh M. Ok M. Chị Ngân Nguyễn 52kg. Lấy M chị Ngân Nguyễn đi em. M. Dạ chị Phạm Lý ơi, cho em đầy đủ chiều cao và số điện thoại luôn nha. Ok chị Kim Chi Nguyễn, tí nữa bên em sẽ có nhân viên gọi giải quyết nhanh vấn đề cho mình nè. Chị Nguyễn Thị Hương, chị mặc vừa 2X nha. Chị Sang Ngô XL em ơi. Ok XL. Ok chị Hoàng Bùi, em nắm thông tin đặt hàng của mình rồi nha. Chị Lý Thị Diễm Hồng M. Em ơi tí em chốt số lượng cái đầm xanh cho chị nha. Đầm xanh khách đặt á. Chị Ngọc Quyên 2X. Ok 2X. Chị Ngát Bùi M. Ok chị M. Gia Phúc ơi, chị mặc vừa L đó, đặt L là ok chị ha. Chị Hu Phan ơi, đây ghi cho em là size kèm số điện thoại nha. Chị Ngọc Quyên M. Okay, mẫu này là set rồi chị, áo rồi và quần rồi nha. Mã số bộ này là 21734. Giá tiền là 720 nha. 720k. Em mờ nhỏ nhất. Đẹp quá, giá đẹp luôn. Rồi khách mặc lên đẹp lắm, nó trời bá cháy luôn. Không mặc thì tôi mặc là phải mặc đồ thiệt là lạ. Em bỏ cái áo ra ngoài cho các chị không? Chị Phạm Lý ơi, lấy giúp em bộ này size 2X nha chị Phạm Lý. Chị Huyền Thương ơi, chị mặc vừa size L. Các chị mà không chắc về size cứ ghi cho em là chiều cao nè, cân nặng kèm với số điện thoại để em canh size lấy hàng nha. Dạ không có gì chị Nguyễn Gia Phúc ha. Còn chị nào chú đặt lẻ lên chị ơi, gọi trực tiếp đặt hàng. Và bên em máy móc lên một chút đi. Bên em vẫn có kênh bán sỉ nha các chị ơi. Vẫn có kênh sỉ quần áo. Cho nên là chị nào muốn lấy sỉ quần áo liên hệ trực tiếp. Sỉ quần áo, sỉ mỹ phẩm, sỉ skin nutrition, sỉ IHL. Và sỉ quần áo có hết nha các chị ơi. Tất cả bên em đều có hình ảnh này, video này, tất tần tật ạ, tất tần tật để mà hỗ trợ các chị bán hàng một cách online hay là offline gì đều là bán hàng một cách chuẩn nhất nha các chị yêu ơi. Em có hết, có hết về quần áo rồi đủ các thứ hết cho các chị ạ. Đảm bảo là các chị sẽ có những cái hàng, nguồn hàng chuẩn nhất, tốt nhất và lại nhất chỉ có tại HG mình. Chị Ngọc Xuân Lu ơi, chị mặc vừa sấy theo nha. Chị Thu Phan một bộ M, ok chị. Giá 450 son mới. Chị Bùi Chi Anh ơi, đặt hàng trước hàng và em ship nha. Trời ơi, còn lâu hàng mới về nên mà đợi giùm em nha. Nửa chị Hồng Nguyễn 2X luôn em. 2X em ơi, nhanh lên. Okay, chị Linh đổ một bộ XL, à chị Lành đổ một bộ XL em luôn. Em ghi cho chị cái sỉ, cái số mà làm hệ thống bên Skin Nutrition nào. Rồi ghi cho chị một số bên IHL nào. Và ghi cho chị một số bên quần áo nào. Đi số đây trời chị ơi, chị Thanh Hằng ơi, mẫu này em có tới 3X luôn chị. Bây giờ bọn em bắt đầu là chuyển sang là đa ngành nghề rồi. Và sẽ có rất là nhiều siêu phẩm cho các chị. Và toàn là đồ độc đẹp lạ thôi ạ. Những cái như thế này các chị muốn lấy sỉ số lượng em, bao nhiêu em cũng có cho các chị hết. Bao nhiêu em cũng có cho các chị hết. Chỉ cần tích là đặt thôi nha các chị ơi. Tích là đặt hàng thôi. À có cần một cái sỉ túi sách với phụ kiện không? Điện thoại em chung với quần áo chị. Ok cho mình ăn. Chị Tú Nguyễn Tạ, ok lên. Chị mặt nạ ngủ tổ yến luôn ha. Hoa tai hết rồi chị ơi. Phải đeo đôi vừa xa xỉ. Vòng cổ Rio vừa rồi em còn nha. Chị nào lấy vòng cổ em chốt luôn. Bộ chị Hằng đang mặc là em còn đủ size ạ. À, từ size M tới size 3X nha. Chị Thanh Hằng ơi, chị mặc 2X đi. 2X là vừa đẹp luôn á. 21734 thì em bộ chị nào quay đi lấy sỉ thì cứ ghé em. Đầy đủ sỉ lẻ. Em mở đây này cha. Cha đi đường kia cha, cha đổi cái nón tình dụng quá, đâu kiếm đâu ra cái nón. Bên nhà tôi đổi dùm bà. Để xếp bộ này hả? Nhung cho hả, để sau lưng. Rồi rồi, chị cứ để đi. 21734 giùm em nha các chị nha, 720. Chị nào chưa đặt được bộ này đặt luôn. Ôi trời, hoa tay và sát đẹp dữ. Nhiều tiền cơ. Chị một đôi. À, đôi này là 200 chị ơi. Chị một 200 đôi. 200k cái đôi hoa tay và sát. Trời hôm nay phụ kiện đúng đẹp luôn chị ơi, đẹp độc lạ. Đẹp độc lạ sang vậy mà giấu ở trên phòng em á chị, làm như là em mua về em đeo hết được. Hỏi vậy mà đem lên phòng em giấu. Làm như em đeo mua về em đi đeo được hết. 200k hoa tay nha các chị nha. Đâu vừa rồi hết rồi, chị mua đôi mới đâu mà sát này đẹp nè. Chị Ngân Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại đi rồi em kiểm tra đơn hàng nha. Mặt nạ ngủ tổ yến thì em vừa ship hàng cho các chị khoảng 2 ngày thôi, nên chị ở tỉnh này chắc chưa nhận được đâu chị. Có thể là hôm nay hoặc ngày mai các chị sẽ nhận được nha. Cái bao này chị đi cào cái bao này ra, chị thay cái đầm này. Chuẩn bị em mới nha các chị. Bao đầm mới, đầm cao cấp đi tiệc. Nguyên một cái bao này lên cho chị. Bên nguyên cái bao ở cuối cùng nó lên cho chị. Mà cái màu xám xám là cái gì mà đẹp dữ là thôi tính xong. Để mã
hết cái này qua đi nhanh lên. Đây chị ơi, hoa tai 200k đôi này luôn nha các chị nha. Ok. Chị Hoàng Yến Nguyễn, em cảm ơn chị nhiều. Chị Ngân Nguyễn ơi, chị đặt cái gì vậy chị Ngân Nguyễn? Các chị đặt hàng ghi cho em thông tin đầy đủ nha. Tổng cộng 4 đôi. Chị Kim Loan mặc vừa M. Chị Nina, chị xài kem mới của Úc Banh này đẹp tuyệt vời. Học ơi, xài cái đó mà ok mà chị. Mướt lắm, nhất là chị ở ngoài mùa thu đông á, khô hay nhất, chị xài cái đó thì quá tuyệt vời luôn. Thuốc nhau tay kiều ấy, như là hôm nay là chuyến ra máy bay rồi. Chuyến ra bay rồi, tại vì hàng đó em toàn đi bay thôi nên về cũng rất là nhanh. Bên nhà máy sản xuất ra một cái là em sẽ cho về cho các chị liền. Nên mà các chị khi các chị nhận được hàng là các chị sẽ thấy là đát rất là mới luôn. Viên uống trắng da chống lão hóa nhau tay kiều này các chị đừng có bỏ qua. Đây mã bao nhiêu vậy? Đó là bộ rồi mà. Đã là phụ nữ thì phải chăm sóc bản thân mình từ trong ra ngoài ạ. Và viên uống trắng da chống lão hóa nhau tay kiều này em bán rất là chạy. Như là cô Hồng Vân ạ, cô Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Vân đó các chị. Trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và rất là nổi tiếng đó. Thì cô uống xong thì cô là mãn kinh rồi. Cô mãn kinh rồi, hôm nào em đi ăn với cô em sẽ phỏng vấn cô một bài bằng điện thoại được. Không biết cô có cho phỏng vấn không. Nhưng mà cô đã mãn kinh rồi các chị ơi, đã mãn kinh rồi. Và khi cô uống cái viên thuốc này vào, cái viên không phải, cái này là không phải thuốc nha các chị ơi, cái này là dạng thực phẩm chức năng. Cái này là viên uống trắng da chống lão hóa, đào thải độc tố từ nhau tay kiều. Thế là các chị ơi, cô lại thấy kinh nguyệt quay trở lại và cô rất là lo lắng. Cô bảo Hằng ơi, cô Hằng gọi con em là con, U đã mãn kinh rồi và con đưa cho U cái thuốc, cái viên uống giảm viên uống trắng da này để chống lão hóa này, thì U lại thấy kinh trở lại. U cảm thấy có vấn đề gì không con? Chị ơi, chị lên đọc đi. Mãn kinh với có kinh, mãn kinh là đã báo hiệu tuổi già rồi và mình đang còn kinh nguyệt, tức là mình đang còn sức trẻ. Nên các chị ơi, cái này uống rất là ok luôn. Các chị ơi, cả hơn 1.000 chị ơi, xem này ạ. Các chị có thể hỏi các chị là các chị ơi, các chị đã uống các chị thấy ok không? Các chị ơi, tôi mọi người không hỏi thì em hỏi các chị luôn. Các chị thấy cái viên uống trắng da chống lão hóa nhau tay kiều này có ok không ạ? Đẹp từ tóc đến móng tay đến xương khớp cho đến đào thải độc tố, đẹp da toàn thân nha các chị ơi, đẹp da toàn thân, điều hòa kinh nguyệt, tăng nội tiết tố nữ, làm trắng sáng da, đều màu da toàn thân thể. Mà lại còn làm cho chị em mình thấy khỏe khoắn hơn, cung cấp năng lượng cho cuộc sống của chị em mình hơn ạ. Và các chị ơi, đào thải độc tố và các chị ơi, nó sẽ chống được cái bệnh khô hạn của người phụ nữ. Nó chống được khô hạn của người phụ nữ, các chị ơi, chống khô hạn của người phụ nữ rất là hay luôn. Chị Kim Cúc vừa mới vào à, đồ bộ đồ em đang bận bạn à. Sếp chị Hàng đang mộng giá là 720, em có M tới 3X nha các chị nha. M tới 3X các chị ơi, size thoải mái cho các chị mặc đẹp lắm. À chị Chắc Kitchen, viên uống về chưa shop, chị order tới 6 hộp lần đó. Chị Chắc Kitchen thì như là chị ở bên Mỹ hay là em nhiều, chị Chắc Kitchen của em không nhớ được nhỉ. À chị Thanh Hằng, cho em xem bộ chị mặc ok em lên đứng lên liền ạ. À, chị Nhi Trương, em ơi chị muốn lấy gì về bán bên Mỹ nè. À chị Nhi Trương, hôm sau em mà có thể nha, chị có thể qua được chương trình Paris by Night của Mỹ thì em sẽ gặp chị, hoặc là chị nào muốn nói chuyện em qua Mỹ thì chị nào mà muốn nói chuyện để làm đại lý bên Mỹ các sản phẩm của YSL của em thì các chị có thể gặp em để nói chuyện. Nhưng mà em chưa biết là em có thể là đúng rồi, chị Chắc Kitchen nên mà các chị ơi, nên mà em muốn là gặp các chị nào mà muốn làm đại lý bên em thì hôm nào đi để qua Mỹ đi. Viên uống giá là 1.250.000 nha các chị. 1.250.000 các chị ơi, chị nào đang hốt rất là nhiều chị bên Mỹ mua hàng của em xả uống cái viên này. Em ơi đọc đi, sao em làm cái gì vậy? Feedback của khách thì chị hỏi cho em đọc mà. Chị Hồng Thanh nói là viên uống trắng da của Hằng Lê quá ok, mình uống được 3 hộp rồi. À chị Kim Hoàng ơi, uống nữa chứ chị cứ uống như chị và liên tục cho em. Chị Tiên Nhi nè, chị để lại cho em số điện thoại đi, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cho mình luôn, sử dụng hướng dẫn cho mình sử dụng đúng cách luôn ha. 100% từ Úc, một nhà máy cực kỳ lớn ở bên Úc sản xuất nha các chị. Ok chị Thanh Ngân Bùi. Ông chủ nhà máy này em không qua Úc được, ông chủ nhà máy này về Việt Nam gặp em. Và em nhìn người ta một cái là em nói là trời ơi. Gọi ông ấy phải bằng chú rồi chứ không phải là gọi bằng ông. Gọi trời ơi anh gọi thôi em gọi là tên.
Thế là em nhờ phiên dịch nói là trời ơi, đúng như cảm tưởng của em gặp ông ấy ở bên kia bên ngoài. Số đẹp. À ông ấy không phải là đẹp mà ông ấy là một người cực kỳ có tâm, và ông ấy đã giúp cho những cái thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới phát triển được. Và ông ấy đang nói với em là ông ấy sẽ hỗ trợ em hết mức luôn. Và các chị ơi, toàn là quen ở trong ông ấy là toàn là quen ở trong cái gì gọi là chính phủ với lại cái gì nhỉ, của Úc ba chị không? À, quen trong tức là người ta là người làm lớn ấy chị, thì người ta có những người bạn, và em bảo là vậy thì hôm nào ông có thể nhờ những cái người ở trong chính quyền của Úc cầm cái này chụp hình giùm tôi gái được không? Ông bảo no problem, không thành vấn đề, có thể. Em hỏi ông là hôm nào ông quen trong chính quyền vậy ông, chờ ông cầm cái này ông bảo mấy ông người trong chính quyền nó cầm chụp hình giùm tôi cái, ông trả lời là no problem. Nãy em đang học tiếng Anh, lúc nào cũng có no problem không? No problem. Đang học tiếng Anh các chị ơi, no problem. Mình uống mới có 15 ngày mà thấy da trắng móng khỏe, lúc 5 ngày thấy da hơi sạm, nhưng từ ngày thứ 7 trở đi thì da đẹp hơn rất là nhiều. Chị Anh Nguyễn ở bên đúng Mỹ. Đúng rồi chị Minh Thu. À, rất là nhiều chị ở bên Mỹ xài. Đó, chị Anh xài Nguyễn có một cái chia sẻ rất là hay cho chị em mình, đó là uống cái lúc uống mới 15 ngày mà thấy là trắng da nè, móng khỏe, 5 ngày đầu thì da hơi sạm, nhưng mà từ ngày thứ 7 trở đi là da sẽ đẹp hơn. Kinh nghiệm quá luôn chị ơi. Chị Thanh Hương ơi, viên uống là em chưa về hàng, sắp về tới rồi. Chị nào mà đang hôm đợi hàng chịu khó cho em nha chị. Hôm nay là ra sân bay bên Úc rồi đó, mong là có chuyến bay là hôm nay về, để ngày mai em đem ra cho chị. Ngày mai đi ra sân bay lấy về cho chị, hoàn toàn đi bay hết. Có ai mà có tâm giống như em không? Thấy chị Thanh hàng bộ này 2X nha. À thôi em không khen, em có tâm. Người ta toàn là đóng tàu cho nó rẻ, đi đường bay đắt gấp 5 lần so với đi đường bộ. Không phải đường bộ mà đường container á các chị. Cô bốn mùa đang khen tiếng Anh quá dở. À đúng rồi hả, cô bốn mùa. Chị bốn mùa, em đang học tiếng Anh, có một chị trợ lý là cứ đi cùng với em dạy tiếng Anh mà em mới học được no problem thôi. No Úc xíu vừa ok chị. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Sáng nay chị dạy em good morning. How are you? Rồi thank you, I'm fine. À, sáng nay em học được mấy câu, em sẽ học tiếng Anh để nói chuyện với các chị người Việt. Chị Hồng Thanh, không phải viên uống trắng mà còn cả hội HL của Hằng Lê cũng quá ok luôn. Đó, nguyên hội HL kem ngày kem đêm. Chị ơi đặt viên uống nhau hai cầu đi chị. Kem ngày kem đêm cuối tháng này em về, nhưng mà em nói thiệt với các chị, cuối tháng này đến đầu tháng sau. Nhưng mà trong cái đơn hàng em đỡ khách thì nhiều như thế này rồi. Nếu mà các chị nào mà chưa có kem ngày kem đêm, kem này kem đêm lần này đảm bảo với các chị là sẽ một cái sự bột phá hơn. Tại vì là em đã cái tiến hơn so với kem ngày kem đơn vừa trước rồi. Đợt trước các chị xài có người ok có người không, nhưng mà vẫn khen rất là nhiều, khen nhiều dữ kem ngày kem đêm. Nhưng mà cái em chuẩn bị về đợt kem ngày kem đêm, tại sao nó lâu, tại sao nó lâu, tại vì là em cải biên cải tiến đi, em cải tiến đi kem ngày kem đêm, em cải tiến đi để các chị có một cái sản phẩm tốt hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn. Và đợt này da em rất là đẹp. 5 ngày hôm nay em đang test một cái loại sản phẩm. Ô rồi ơi, sắp đưa về cho các chị. Viên nén đó chị Cẩm Loan. Người ta đang bán 30 mấy triệu một cái bộ mỹ phẩm, em đang thử test nhưng mà em về bán cho các chị rẻ lắm. Bằng 1/3 thôi ạ. 1/3 cái bộ bằng giá tiền bằng 1/3 của người ta thôi, các chị sẽ có một cái sản phẩm tốt, chuẩn hàng quốc tế mà giá rẻ. Và mấy hôm nữa nhiều người cứ đồn đại là cái này không phải của Úc, không phải của Úc thế người ta nhập về được ạ? À? Không phải của Úc mà có cái tem cho các chị ạ? À? Không phải của Úc mà đầy đủ như này, không phải của Úc không sao? Các chị lên cái trang web uy tín nhất của Úc, uy tín nhất của Úc. Các chị bấm phải cái sản phẩm nào uy tín thì mới được đi vào trong cái trang web đó, thì các chị cứ bấm để tìm, hôm nào em làm cái đường link rồi gửi cho các chị tìm. 100% từ Úc nha các chị nhá. 100% từ Úc đưa về cho các chị. Cái này có gì? Nhau thai kiểu collagen và mầm đậu nành, nên mà đàn ông cũng uống được, chỉ dành cho phụ nữ. Em yêu phụ nữ, dành cho phụ nữ. Chị Nguyễn Kiều nói là cô em ơi nhau hai cù về cho chị một hộp nha. Chị uống được 13 ngày rồi mà thấy da đẹp nè, đã vậy còn hết đau bao tử nữa. Còn giờ em mới biết luôn. Hết đau bao tử chắc là do chị ăn uống, nhưng tự nhiên chị đổ cho viên nhau thai kiều làm sao à. Không, như mà em uống em thấy khỏe hơn. Ngày xưa cái xương cột sống của em nó hơi bị vấn đề, mà em uống cái này khoảng 3 tháng em đi khám thì bác sĩ nói là trời ơi,
cô nhớ giá giữ cái xương cổ sống như thế này nhá, so với cái độ tuổi của cô mà có cái xương cổ sống như thế này thì nó quá hút luôn, quá ok luôn. Chị Như Trương nói là chị mới mổ 2-3 tháng, nhờ viên uống nhân hai cù mà sức khỏe mau lành và vết sẹo mờ, nhìn mờ hơn. À, không ai biết là chị mới mổ luôn, cảm ơn thằng Lê nhiều lắm nha em. Mổ hay lắm chị ơi, mẹ chồng em bị té xe đó chị. Mà tét bông ở chỗ này ra, sau đó thì để một cái sẹo to như thế này mà ra. Sau đó thì em lên phòng mẹ chồng em chơi, thì mẹ chồng em bảo Hằng lại đây cho mẹ cho coi cái này nè. Xong phạch ra, không coi cái đó đâu nha, không coi cái đó, đậy lại. Không phải, mẹ nói với con là mẹ đang bị cái sẹo ở đây mà bây giờ uống cái viên uống này, nó hót, nó mờ, nó hót đi cùng. Ngạc nhiên không biết làm sao nó hót luôn. Thế em mới bảo thôi che lại, mẹ nói hót là nó hót, con không coi đâu. Chị Mộc Trà thì nói là mới chỉ mới mua kem ngày thôi mà, mới sử dụng kem ngày thôi mà mặt đã hót mụn rồi, mừng lắm luôn. Sẽ cố gắng là tích lũy mua dần dần cho đủ bộ đây. Xài đi chị, phụ nữ mà không làm đẹp thì uống cuộc đời lắm, phí cuộc đời lắm. Hãy chăm sóc bản thân mình thật là tốt nha các chị. Các chị chăm sóc bản thân mình tốt, tức là các chị đang sắp chăm sóc con cái mình tốt, chăm sóc gia đình mình tốt. Tại vì mình là cũng có rất là nhiều người yêu thương mình, con cái mình yêu thương mình, chồng mình yêu thương mình, nhất là ba mẹ mình rất là yêu thương mình. Thì mình phải sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống tràn đầy năng lượng, thì mọi người xung quanh mới cảm thấy vui vì mình. Đó là một cách yêu thương gia đình tốt nhất. Nên các chị cố gắng dùm em. Cái này em đưa về cho các chị là bao nhiêu tâm huyết ạ? Bao nhiêu tâm huyết, hàng vẫn cháy như điên như dại á chị. End lớp. Đó, em biết đọc chữ end lớp luôn. End là kết thúc, lớp là tình yêu kết thúc. Chị Hoàng Bùi cho em xin số điện thoại đi kèm nha. Ok chị Phượng Kim, em biết rồi, hàng về em sẽ trả nợ gấp cho chị luôn ha. Dạ chị Phượng Kim, chị uống xong chị nhớ cho em vịt bạch nha chị nhá. Các chị uống xong nhớ cho em vịt bạch, đó là một động lực để em về nhiều hàng hot hơn cho các chị. Về nhiều hàng tốt hơn cho chị, nhiều hàng chất lượng hơn cho các chị. Ok các chị ơi, em qua mẫu đây ạ. Viên uống trắng da chống lão hóa nhau tay kiểu, các chị nhớ mua nhanh, 1.250.000 giá rất là rẻ. Ok em ơi, lên đi, lên cái bao đó, gọi từ nãy đến giờ nửa tiếng không ngồi đó. Rồi lên. Làm đen em. Đem lên đi. Đem nguyên bao lên đây. Ok chị Lý nhóc nhà hàng về em sẽ trả nợ hết cho tất cả các chị luôn. Ok chị Hoàng Bùi một viên uống luôn ạ. Viên uống em chưa có đâu chị, em ship đầm trước, viên uống về em ship sau ha. Chị Hà Đoàn, chị chào chị yêu, chị ơi uống trước khi ăn 30 phút. Uống trước ăn 30 phút giúp em nha các chị nha. Viên uống buổi sáng là tốt nhất và nếu như mà tối các chị mệt mỏi mà các chị khó ngủ thì các chị uống buổi tối cho em một viên để các chị cảm thấy mình giảm stress hơn và ngủ ngon hơn ạ. À, chị Nhi Trương cũng ở bên Mỹ, nói chừng nào hàng qua Mỹ cho chị hay nha kìa chị ơi. Chị Nhi Trương hôm nào qua Mỹ em có, hình như là em có được chục vé xem Paris by Night miễn phí đó. Em có 10 vé nhưng mà hai vé đầu thì em với chồng em ngồi rồi. Thì hôm nay Paris by Night mới gửi cho em cái list vé đó. Nếu mà chị nào ở Las Vegas á, lên Las Vegas, lên Las Vegas chơi bài á. Nhưng mà em chưa đi Mỹ bao giờ, em hồi hộp lắm, không biết là phỏng vấn có đậu không. Tại vì là tính em nói cứ lè nha lè nhẹ, không biết là có đậu không nữa. Tại vì em nói chuyện không có hay, em đúng chuẩn nhạc quê luôn, nó nói chuyện không có hay. Nên em hơi lo lắng. Chị ơi, có phải là end love là tình yêu kết thúc không? End love. Đúng không? Hả? Thế là gì? Tình yêu kết thúc không? Uống vào buổi sáng giùm em cái chị ơi, viên uống trắng da chống lão hóa nhau hai cù là uống vào buổi sáng, trước bữa ăn sáng 30 phút giùm em nha. Chị Trang Henry ơi, chị đặt sản phẩm gì mà chưa nhận được ạ? Nếu mà mỹ phẩm á, ví dụ như là kem ngày, kem đêm hay là viên uống hay là serum thì là em vẫn đang nợ hàng, chưa có hàng để trả nha các chị nha. Chịu khó đợi hàng giùm em đi các chị. Yên tâm là không có sót hàng đâu các chị. Bên này trên bên Mỹ mà ở gần Las Vegas không ạ? Las Vegas đó đánh bài á chị. Đúng rồi, em với viết no ok thank you là em nói giỏi. Ok lắm. Chị Candy, khi nào hàng đầm xanh về em ship nha. Các chị nói hàng đọc tiếng Anh như người Anh nói tiếng Việt. Ôi em ra cái chà neo này cái. Nào đi em cào đi. Cái này mà các chị phải mua nhanh. Rồi em lên siêu phẩm nha các chị. Hôm trước cũng là triệu mấy đó mà em hô biến một cái còn mấy trăm nữa chị đây này.
Vậy là em chưa đọc được tiếng Anh rồi chị. Dạ được rồi. Ok ok. Ok ok. Mặt nạ ngủ tủ ý chị Hà Trần ơi sử dụng mỗi tối trước khi đi ngủ giùm em để ngủ qua đêm nha chị nha. Wow, vui ta chơi liền chơi luôn nha các chị ơi, chơi nào. Xếp lên đi mấy em, chị đang cầm này. Xếp lên đi mấy má. Chị Thu Đông Nguyễn cho em xin số điện thoại đi kèm luôn các chị ơi, mình đặt sản phẩm nào mình nhớ để kèm cho em số điện thoại để nhân viên bên em chốt hàng nhanh hơn nha. Lấy cho nó cái sợi dây. Lấy cho nó cái sợi dây thôi bảo đi Nhung. Rồi các chị ơi lên siêu phẩm những mì phụ kiện phối với cái đầm này đi em ơi. Cái dạ. Này là chống nám ấy chị. Đều đào tải độc tố đẩy nám vào trong người mình ra, lột hết nám này, đẩy nám này, đẩy sạm này, làm trắng sáng da này. Đầy đủ trong cái viên này rồi không cần phải uống nhiều đâu. Collagen này trong này có lô collagen này là thủy phân nha, đã được thủy phân rồi. Vô là nó ngấm ngay vào người nha các chị nha. Mầm đậu nành để tăng nội tiết tố nữ và làm điều hòa liệu tôi tiết tố nữ, điều hòa kinh nguyệt, làm trắng sáng da đẹp. À, mờ vết tâm nám nha các chị ơi. Và các chị ơi nhau tay kiều thì chống oxy hóa cho da, làm cho da mịn hơn, đẹp hơn. Nhiều thứ quá em đi rồi đây. Rồi bây giờ em lên chiếc đầm mà chị Hằng mặc và xách bộ vừa rồi. Chị Bích Lê ơi, bộ chị Hằng mặc vừa rồi em có hàng nha. Giá tiền là 720 từ size M tới size 3. Chị nào mà chưa đặt được cứ gọi trực tiếp đặt hàng giùm em. Mã số của bộ kẻ vừa rồi là 21734 nha các chị nha. 720k xách bộ này. Đây các chị, đây là cái vòng tay mà chị Hằng đang đeo nãy giờ các chị đang hỏi nè. Nó có dễ cái vòng cổ đi kèm. Đây các chị ơi. Vòng cổ đâu em? Vòng cổ em ơi. Vòng tay này là 670 nha các chị nha. Hàng này hàng cao cấp ạ. Dior hả chị? Hay Gucci nè. CD Dior. Mày chất của nó đẹp lắm. Các chị đeo cái này nó không bị đen đâu. Hàng hiện mà lại không đẹp em. Hàng hiện một cái hãng á. Chị Ngân Nguyễn nói là phải bán máu mới chơi nổi. Chị Đỗ Quỳnh một viên uống ok chị. Chưa có hàng nha Phương Hiền. À chị Phương Trần em chào chị, giờ mới xuất hiện là chị yêu. Trời ơi nhớ chị muốn chốt à. Hôm nào chị em mình ngồi nói chuyện với nhau đi. Đừng bán hàng nữa. Cho em số điện thoại luôn chị Bích Lê. Hôm nào chị em mình rảnh hẹn nhau một buổi ngồi nói chuyện với nhau đi các chị nhỉ. Chia sẻ cuộc sống này, chia sẻ gia đình mình này. À, và em phải nhờ chuyên gia phong thủy ngồi nói một chút về các cái cuộc sống của chị em mình mỗi người mỗi ngày mỗi khác nè. Chị Trang ôm một cái vòng tay, chị Tuyết Hoàng một cái vòng tay luôn. Chị Như ơi, chị Như Trương ở bên Mỹ chắc là muộn lắm rồi. Đẹp lắm ấy, vậy là dù có dòng cao cấp á chị. Các chị đợi em chút, em đang cố tình câu giờ để cho các chị à, rồi, ok em vào mặc đồ nhá các chị nha. Ok chị Tiết Bùi Thị nha, bên em chắc là trả nợ đơn chị rồi nhưng mà hàng chưa có ship tới á, tại vì em mới ship 2 ngày đây thôi. Chị Bằng Lăng tím một cái vòng tay luôn em. Bộ chị Hằng mặc có hàng, đây cái vòng tay là chị chốt đủ 3 cái rồi, chỉ còn một cái chị Hằng đang đeo thôi đó. Chị Bích Ngọc. Màu vàng á chị Nhật Huy ơi. Em nghe chị Mai Hương. Rồi bây giờ lên siêu phẩm chị Bích Ngọc lấy cái vòng tay luôn là hết vòng tay bên anh này. Chị cái không chị? Đúng rồi. Chị Tuyết Hoàng cái vòng tay, chị Tuyết Hoàng ơi để lại cho em số điện thoại lần nữa nha. Đưa cho bên anh. Ok chị Thúy Anh Hoàng một hộp viên uống nhau hai cù luôn ạ. Hết luôn rồi chị Đinh Thị Kim Phụng. Dạ viên uống em chua về JC Trần ơi, khoảng 2 ngày 3 ngày nữa, chắc em nghĩ là 2 ngày nữa hàng về tối. Chị Hằng nói là sắp về, em cũng chưa biết là hôm nào. Thôi cho em hẹn chắc là sớm thôi các chị. Hoàng mà hay đặt bẫy. Đúng rồi. Hình em bé đó. Dạ đúng rồi chị Vinh Vinh, sử dụng chung với lại dầu gội mềm ha, dưỡng tóc ạ. Thôi. Trời ơi ngon ơi, đẹp lắm ngon ơi, chú mày nè. Ráng tí nữa đi cưng. Rồi em lên mẫu mới. Ok chị Hồng Nhung, bộ chị Hằng đang mặc size M. Trời ơi, một chiếc đầm đi tiệc siêu sang chảnh luôn các chị nha. Khách của em đợi, đẹp quá. Chị Tuyết Hoàng có số rồi đó em, lấy cái vòng tay chị luôn. Trời ơi, cái bộ này cũng đúng đẹp luôn ạ. Cái tua rùa dưới xinh ơi là xinh, chất ơi là chất các chị. Em ơi, thả xuống đi nhanh tay. Nè bên anh ơi, cái mạc này gắn cho cái vòng cổ. Bộ này đẹp. Rồi các chị ơi, bộ chiếc đầm mà chị Hằng đang mặc chưa ủi kịp đó. Dạ có chị Thủy Tiên Nguyễn ơi, có luôn chị. Giá tiền là 670k. Đầm này mã số là 12652 các chị nha. Em có từ size M tới size 3X. Em ơi mở 3X ra canh size nè. Cảm ơn chị. Đầm
năm nay là em nhìn thấy các chị từ 46kg tới 70kg nha. Chị dạ Hảo Nguyễn Thị ơi, chị liên hệ trực tiếp đi, các bạn sẽ hướng dẫn cho mình cách lấy sỉ ha. Năm nay giá tiền 670 chị. 12652 giùm em 670k phong đuôi cá, phối bèo và riêng đến hàng nước hàng chai rất là đẹp luôn. Lớn quần áo luôn. Ngưng đi Thảo. Chị Diệu, email với 2X Minh Anh ơi. Okay. Chị Diệu đã trở lại. Không chơi lớn quần áo hả? Chơi cái đi, chơi vui đi. Rồi chơi lớn Thảo ơi. Giá bao nhiêu em? 670 chị ơi. 670. 670 chơi ơi. Chơi lớn không ơi. Rồi bán cho các chị 570. Trời ơi, 570 luôn các chị, giảm còn 570k luôn, đặt ngay đó. Sao rồi? Sao rồi? 670 giảm còn 570 nha các chị nha. Ok các chị ơi. 670 còn 570 luôn. Quá rồi không chi ân các chị. Bán rẻ, bán rẻ. Chị Dung Lê đang khiếu nại kìa, sếp thì tụi em phục vụ, còn chị thì toàn tự phục vụ nha. Ôi, em gào mấy đứa nha. Em là em gào lên chị đấy, em gào dữ lắm. Ok các chị ơi, lâu lâu chơi lớn một mẫu đi. Rồi các chị ơi, 670 đầm này. Chị Hằng chơi lớn luôn còn 570 nè các chị. Từ M tới 3X đủ size các chị luôn nha. Mẫu này là từ 46kg tới 70kg là các chị mặc vừa, kèm thắt lưng và cái phần lai đuôi cá phối riêng cực kỳ xinh luôn. Tôn dáng lắm luôn các chị nha. Đầm này nó có tay con nhẹ một tí xíu, che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn các chị ơi. Sao em thích cái đầm này quá, xá thích luôn á. Các chị ơi, 570 cái chiếc đầm này các chị thấy nó có rẻ không các chị? Quá rẻ luôn, là đằng khác nha các chị nha. Cái 2X nữa. Từ M tới 3X nè, chị nào đặt đầm này ghi cho em size kèm số điện thoại nha. 570k là giá đã giảm nha các chị. Ok chị Thủy Tiên Nguyễn, lấy cái combo sữa rửa mặt và chống nắng. Ok em là. Em ơi chị Chu Ngọc Hoa M. Ok em là. Chị Trang Henry 2X, 2X. Chị Thi Lưu em lò. Rồi các chị tranh thủ đặt nha. Ngắt like là em về giá cũ hết giảm nha các chị ơi. 670 giảm còn 570k. M tới 2 các chị ơi. 46kg tới 70kg giùm em. Chị Dương Nguyễn Anh Dương một bộ M. Ok em mới đó. Chị Choi Sư Trần một bộ M luôn em. Ok. Chị Anh Vân XL. XL. Ok XL. Chị Tươi Hồng XL luôn. Ok à, chị thầy, chị thấy chị chợ đọc công ra, chị thầy dược gì đó lại mán vốn hôm trước mua 670. Thôi chị ơi không sao đâu, vui vẻ nha chị nha. Dạ Thúy Nguyễn em mờ, lâu lâu là phải okay, có chơi lớn chút xíu để chị em nào cũng mua được đồ đẹp ha các chị ha. Chị Mỹ, chị Mỹ Xuân em mờ em. Chị về các chị may sát cái túi lại với nhau khỏi túi luôn. Chị Mai Lê 3X. Ok 3X. Chị Chu Ngọc Hoa em lấy rồi nha. Chị nào mà chưa đặt được thì đặt luôn, đặt gấp giùm em đi các chị. Chị Xuyến Cao 2X. Ok 2X. Chị Trà Giang Aerobic XL. Ok XL. Chị, dạ rồi cho Henry em lấy chị đầm này 2X rồi nha. Chị okay, Tiên Kim, chị Tiên Kim 3X đi em ơi. 3X. Ok 3X. Chị Lan Rừng mặc vừa L, đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm nha. Chị Trang Lương XL. Ok XL. Chị Kim Hương Trầm M. Ok M. Chị Kim Loan M. Ok M. Chị Trịnh Đăng Thanh M. Ok M. Thôi chị Mai Lê lại khiếu nại à, đó là phong cách bán hàng của nhà em, chị nó hơi ồn tí xíu. Chị dạ Thảo Nguyễn Thị M. Ok M. Chị Anh Vân XL. Ok XL. Chị Thanh Nhàn L. Ok L. Chị Phạm Hạnh ơi, đặt hàng cho em số điện thoại đi kèm luôn nha. Chị Phạm Thị Thu M em. Ok M. Chị Trần Lan XL. Chị Trần Lan XL. Ok XL. Chị La Vi XL. Ok XL. Chị Hạnh lấy cho Thảo lại lẹ đi để lấy cho chị nữa. Tự nhiên nó cũng cao rồi nè. Dạ được chị, dạ Thảo. Nè nói nghe nè, chôm hàng dạo này mang tiếng lắm. Lấy bên này đi, bên này còn nè. Tự nhiên nó không có ra chôm hàng. Để khách biết là đi chôm hàng. Chị Hạnh Huỳnh em mờ. Ok em mờ. Được cái gì dạ Thảo Nguyễn Thị ơi, đầm này được chị ơi. Mặc được em, mặc được chứ huống gì các chị không có lo là sợ lớn gì đó. Mặc rất là sang luôn nha các chị nha. Chị Thanh Nhàn em lồ em. Cái này mặc thời gian thì tháo cái bèo bên dưới ra cũng rất là đẹp. Chị Phạm Thị Thu M. Ok em 670 các chị nha. Đầm này 670 mà bây giờ chơi lớn còn có 570 thôi. Các chị tranh thủ đặt đi, ngắt like cái là em cũng ngắt luôn giá giảm á. Chị Phạm Lý 2X em. Ok. Đầm này từ M tới 3X các chị, 46kg tới 72kg là các chị mặc vừa nha. Chị Hà Trần XL. Ok XL. Chị Minh Nguyệt Phạm XL. Ok XL.
Chị Danny Ngô cho em số điện thoại đi kèm, em sẽ kiểm tra ngay đơn hàng của mình nha chị nha. Chị Hằng đang mặc là M, chị Trang Trung ơi, chị Yến Lê XL em, chị Hà Tròn XL, chị Kim Hương chồng em lấy rồi nha. Chị Định, chị Trịnh Đăng Thanh, chị Trịnh Đăng Thanh XL này, ok cái keo luôn này, cho Thảo cái keo tôi còn mấy cái. Ok chị Hoa Bằng Lăng để kiểm tra đơn hàng của mình nha. Tầm này 7 mặt size gì tí, chắc 2x hả, lấy ra 7 cái 2x đi, 7 không bông to không. Chị Phạm Nga L, ok, okay 7 lấy 2x nha. 7 cái này lâu lắm rồi, chị Hảo vô cho chị Hảo như cho Hiếu. Phạm Nga L chưa em, okay, chị Trần Thủy một cái L luôn em ơi. Okay, M là dưới 50kg chị ơi. Phải chị lắp ló xuất hiện. Chị Nguyễn Thị Trang Bích M. Ok M. Chị Hà Trần em lấy rồi nha, chị Mai Mai XL em ơi. Chị Nhung Nguyễn XL luôn. Chị Bích Ngọc M. Chị Dung Lê M. Chị Thuy Hoa 3X. Ok 3X. Chị Nguyên Đoàn L, chị Nguyên okay, Đoàn sáng rồi mới xuất hiện đây, chị Linh Đỗ L luôn. Tầm okay, này giá gốc là 670 chị ơi, chơi lớn nha, lâu lắm rồi không chơi lớn, bây giờ là chơi lớn còn 570 luôn. M tới 3X 46kg tới 72kg giùm em. Chị Tiên Kim 3X em, chị Hằng đang mặc okay, là M đó các chị. Chị Lam Tuyền 3X nè. 3X. Ok 3X. Chị Lê Thắng 2X em. Chị Lê Thắng 2X chưa? 2X nữa chứ không kìa. Chị Thúy Ngân L. Ok L. Chị Thanh Hằng Trần cho em số điện thoại luôn. Chị ơi đặt hàng là phải có số điện thoại nha. Chị Nguyễn Kiều M. Ok M. Chị Lụa Nguyễn L. Ok L. Chị Phương Nguyễn L. Ok L. Chị Tiên Kim Bái là em lấy rồi ha. Chị Phương Huỳnh XL. Ok XL. Nằm trong mấy một cái đầm cao cấp với chị đúng mét rồi. Chị Thúy Ngân L. Ok L. Chị Lý Ngọc Lan 3X. 3X từ từ cháu, chị hỏi cho 3X trong kia còn không? Ok. Vậy nên bỏ hàng vô đi em. Còn chị nào chưa đặt đồ kia cho em size và số điện thoại nha các chị ơi. M tới 3X các chị ơi, 670 nha. 670k bán giá sốc cho các chị luôn. Bán giá sốc còn 570 nha các chị. Chị Xuân Xuân một à, chị Xuân Đặng M em ơi. Okay, dạ chưa, chị Hương Mai ơi, son mới chị đặt đi, khi nào hàng về em trả hàng ha. Các chị có thể mở lại son cái like trước của em son có giới thiệu màu son để đặt hàng giùm em nha. Chị Mang Trem, chị Hạnh, kem đêm, kem ngày, chống nắng, combo quà tặng. Ok chị, mặt nạ ngủ tổ yến luôn. Ok chị, em nắm thông tin rồi ha. Cái nào có trước em ship trước chị nha. Dạ có, chị Lan Anh trên ơi, zoom xui bên em nhiều lắm. Nhiều zoom lắm chị. Ôi trời ơi, chị Anh Nguyễn ơi, đầm cao cấp sếp em không có chơi lớn đâu. Các chị thấy đầm cao cấp em bán còn khủng khiếp hơn những cái đầm mà không cao cấp nữa đó các chị. Các chị okay, mua đầm cao cấp rất là nhanh luôn. Lấy cái bao này lên cho chị đi. Em chào chị Tâm Nguyễn ạ. Sao cái bao này với bao này thì thấy giống nhau phải không? Không, nó có một cái trên đầu. Dạ son mới á chị ơi, son mà hỏi son kim cương lấp lánh đó là 450 nha. Chị nào đặt thì mình cứ gọi đặt trước giùm em. Giá này là đã cân nhắc rất là kỹ rồi, là gọi là cái giá rất là ưu đãi luôn. Đúng ra là giá của nó 550 các chị. Chị Võ Kiều, chị mặc vừa size L, chị Võ Kiều nha. Chị Hương Mai ơi, đặt hàng cho em xin số điện thoại đi kèm ha. Sáu trăm bảy giảm còn 570 chiếc đầm vừa rồi nha. Còn chị nào chưa đặt được không ạ, ghi cho em size và số điện thoại nha các chị ơi. Chống nắng là hôm nay đang có chương trình giảm 10% á chị Tô Ma ơi. Chống nắng 500 giảm còn 450 nha chị. Khi mà chị đặt combo hai sản phẩm là chống nắng và sữa rửa mặt luôn á, là có kèm theo cái hộp quà tặng tri ân 20 tháng 11 luôn. Chị Hằng Lê ơi, chị lấy sản phẩm gì vậy? Em ơi, chị Phượng Kim một đầm L luôn. Chị Phượng Kim L. Chị Hương Mai lấy son, hai màu son nha em. Chị Phương Nguyễn L rồi. Ok chị. Lấy màu đi, đừng lấy hai màu. Ok chị Ngọc Trinh một mặt nạ ngủ tổ yến luôn. Dạ chu, chị Đặng Kim Oanh ơi, đặt phấn IHL phiên bản đặc biệt cho chị, tại vì cái bản đặc biệt là em gần hết rồi đó. Chị Thành Đạt ơi, chị Thành Đạt, em kiểm tra dưỡng tóc của chị Thành Đạt ơi, Hảo ơi. Chị Nguyễn Thu đặt chống nắng cho em xin số điện thoại đi kèm luôn. Phấn má hồng còn hàng cho Hằng Đào ơi, 450k chị nha. Dạ em thấy chị Phương Trần ơi, em thấy nha. Ok chị Úc Hồ một chống nắng luôn. Chị Diễm Phương một chống nắng luôn ạ. Các chị ơi, chị nào mà mua chống nắng tranh thủ đặt nha, tại vì em đang có giá giảm 10% rất là hấp dẫn luôn á các chị ơi. 4 500 giảm còn 450. Chết rồi, mẫu này chưa làm giá thôi.
Nói Thảo kiểm tra của chị Thành Đạt coi có chai dưỡng tóc chưa, xíu chị chai dưỡng tóc nha. Thành Đạt. Ờ. Rồi em chúc em chưa làm sao. Thảo ơi kiểm tra chị Thành Đạt có chai dưỡng tóc chưa. Mộc Mê Chua nó chị Dương Quỳnh Vũ ơi, em đang nợ đơn rất là nhiều luôn, cái chị đặt đi hàng về em ship ha. Dạ đúng rồi, chị Hằng đang xài son màu hồng ni á chị. Son màu hồng ni cái màu đỏ cam như mày. À hồng ni đánh bên ngoài đỏ cam, đỏ cam lót lòng môi chị ơi. Chị Hằng đang sử dụng hai màu kết hợp với nhau. Chị Nhung Phạm. Ok chị sửa nó mãi HL luôn. Chị Võ Kiều ơi, chị lấy cái gì vậy chị Võ Kiều? Chị Hạnh Lê một viên uống nhau hai cù luôn, ok chị. Phấn HL phiên bản đặc biệt giá tiền 500k đang có hàng sẵn chị nha, còn bản trăng sao em chưa có về. Chị Trần Hằng nãy giờ không biết em đọc tên chị chưa ha, em quên mất rồi, chị để lại cho em sai với số điện thoại em kiểm tra lại nha. Chào chị Lô Nguyễn rồi, ok em chốt lời chị rồi. Chị Kiều Lê cho em số điện thoại luôn. Chị Hiếu Lu cho em số điện thoại luôn. Cần nhất này, cái này cần nhất này, cái này cần nhất này, đừng có để cho máy để không như vậy nữa. Chị Hiên Nguyễn một chống nắng luôn. Nhưng 30273. Bao nhiêu tiền lên mẫu mới? Bao nhiêu? 640, đợi em một chút đi các chị không? 640 bộ này rất là đẹp. Sai gì á em? Đầm em đang mặc đang được giảm 100k so với lại bình thường á chị không? Đầm chị đang mặc giá mấy không? Đầm chị Hằng đang mặc giá tiền là 670, giảm còn 570k các chị nha. Giảm trong khung giờ like này thôi, cho nên là chị nào chưa đặt được mình tranh thủ đặt nha. Ngắt like là em trở về giá bình thường ha. Chuẩn bị em ra cái này đẹp lắm. Từ size M tới size 3X các chị, đầm chị Hằng đang mặc ạ. Vô nói với Thảo á, vô nói với Vi á, giải quyết đơn hàng của chị Công Huệ giùm chị. Ừ đúng rồi. Ok chị Kiều Lê em thấy số điện thoại luôn ha, chị Phượng Kim ok chị. Vô nói Vi giải quyết đơn hàng của chị Công Huệ. Chị Nguyễn Tuyền ok chị. Chống nắng HL đang giảm đó chị, thời gian Nguyễn đang giảm 10% á, đặt hàng đi chị. Ok chị Tô Ma một chống nắng, chị Phạm Loan một chống nắng luôn. Mình nhanh có hình của cái mẫu này không, cho em cái hình. Chị Hằng Khổng một kem đêm hàng về em trả nợ sao nha. Đúng rồi chị Mai Bù Đình này, công nhận là quá chất ha chị ha. Thì Ngân Nguyễn. Rồi bây giờ lên một cái bộ dung xui cực kỳ đẹp nha các chị nha. Bộ dung em chuẩn bị ra là em có từ S tới 2X và chị Hằng sẽ mặc lên cho các chị xem form ngay và luôn nha. Ok chị Tô Ma không có gì chị nha. Mã số của bộ dung em chuẩn bị ra là 30273, giá tiền là 640k. Chị Hà Trần cho em số điện thoại để bên em nhân viên kiểm tra đơn hàng cho mình ha. Dạ viên uống chua về Trinh Trinh ơi. S, M, L em và 2X bộ dung chị Hằng chuẩn bị ra các chị. Bộ này em tiết lộ trước là em thấy nó màu xanh đen, nó thấy viền sọc thôi chứ em cũng chưa được thấy cái kiểu gì đây. Mới vừa khui hàng luôn các chị ơi. Chị Tô Kiều Lê một son hồng ni, một phấn trăng sao ok chị luôn. Dạ bộ kem ngày và đêm giá tiền 800k một hộp, một bộ 2 hộp là 1,6 triệu chị nha. Ok chị Đỗ Thái. Có chị Tô Ma, chị đi Tô Ma ơi, cái bộ zoom chuẩn bị ra là có đủ size các chị nha. Chị nào hồi nãy giờ hỏi em zoom xui. Ok chị Ngọc Ánh nè, lấy một dưỡng tóc và một lọ hâm quần mắt luôn. Giá này là giá rất là đặc biệt rồi chị Thùy Giang Nguyễn. Em ơi, dạ em thấy chị Kiều Hồng em và chị Ngân Thúy luôn nha. Xong rồi rút size lớn chị canh size nha. Rồi em lên một cái bộ zoom siêu dễ thương, mặc xinh lung linh. Giá tiền nhiêu em? 640k là giá tiền bộ zoom chuẩn bị ra các chị. 640k. Các chị có muốn em chơi lớn đâu không ạ? Ôi chơi chơi lớn rồi, các chị chơi lớn không? 640k, các chị có muốn em chơi lớn không ạ? Các chị đây à, cái này có thể tháo ra mặc quần rời áo rời được các chị nha. Các chị có muốn chơi lớn không ạ? Cho em đầy đủ chiều cao cân nặng luôn. 640 rồi em. Dạ đúng rồi, 640 chị. Hàng mới về mà chị. Chơi lớn đi. Trời ơi, chơi lớn đi cho các chị. Em vui. Em bị sốc ruột có chị Chiến Nhung. Chị Chiến Nhung nghe đẹp cái lắm. Là chơi liền em ơi. Đẹp lắm luôn đó các chị. Ok chị Liên Nguyễn luôn nha.
Thôi các chị đang hưởng ứng luôn. Chơi lớn các chị ơi, chơi lớn nha các chị ơi. Chị nào muốn chơi lớn nè. Trời ơi, chị héo luôn. Cái của mình mà lấy ra cắt về dây vải. Giá tiền nhiêu Nhung? 640 chị. Chị hỏi em lần thứ 640 cái mua bán mấy rồi các chị? 640 các chị ơi, chị muốn mua bao nhiêu? Các chị muốn mua bao nhiêu rồi sắp em này nổi hứng lắm. Che khuyết điểm hay lắm luôn đó các chị. Em chưa kịp ủi đây, nó ủi cái mua góc lần trước còn trường sau chưa ủi đây. Trời ơi, chị Vân Thanh 500 luôn đi hàng lê. Trời ơi, chị ơi, chơi lớn dữ. 640 500 thì còn đâu mà em sống nữa. Phải còn hỗ trợ cho các chị một phần phí ship nữa. Đúng rồi, chị Lê Thanh, rồi ok, 500 thì 500 chơi luôn. Trời ơi, dễ sợ. Chị yêu cầu chị 500 thì em chơi, 500 em đâu mà sẽ rồi cái chị nha, bây giờ là đó, chị Dung lên đó là 500 đại luôn. Chơi luôn. Rồi chơi luôn các chị ơi. Không nói thì thôi, nói là chơi luôn nha các chị nha. Cao cấp không phải là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vớ vẩn nha em nha. Từ xưởng hát kết mình chuyển hàng cao cấp nha Nhung. Ok, thể theo yêu cầu của chị luôn nha. 640 còn 500k bộ này luôn. Chơi lớn cái chị, em chú biết lời lỗ ra sao. Em thấy trước mắt là hết 140.000 của em rồi. 30273 các chị nha. 20373 30273 bộ này giá tiền là 640k, giảm luôn còn 500k. Bộ này là em có từ S tới 2X các chị ơi. Ok, 2X can size em ơi. 2X can size. Ok, L chị Hằng đang mặc là size S, lưng quần phía sau là có thun nha các chị ơi. Đợi em một tí xíu để em canh phai ngay nha các chị. Lưng quần có thun ở đâu ra mà à, đồ hay vậy trời. Em đoán, em đoán. L nè. Vải mềm, nhẹ, dễ chịu các chị ơi. Bộ này 2X tới 68kg là các chị mặc vừa nha. 2X là tới 68kg luôn giùm em. Em mò, em mò chạy. Chị Anh Tuấn, mua trước, mặc trước chị ơi. Mua trước là mặc đẹp trước ha. Rồi 640 còn 500. M, S tới 2X. Chị Hằng đang mặc là 2S các chị ơi. Chị Hằng đang mặc là size S nha. 46kg tới 68kg giùm em. Bây giờ em chốt hàng nè. Chị nào đặt ghi cho em size nha. Size kèm số điện thoại giùm em. Chị Khánh Ngọc Cao Lê M em. Ok M. Chị Thanh nhà L. Ok L. Chị bé lên size S. Ok bé lên size S. Chị Võ tính 2X. Thoải mái lắm nha. Chị Tâm, chị Lâm trên L. L. Ok L. Thấy chị vô một bộ luôn em. L là chị. Hay cái, okay, hay. Lấy chị Dương một bộ nha. Chị Dương mặc sao chị? Lấy em mờ đi. Ok em mờ. Dạ Tuyết Hoàng không có bấy, chị Tuyết Hoàng ơi. Mẫu này là em có từ size S tới size 2 thôi các chị. Chị Hoa Xuân Rồng biết eo em. Ok lấy ơi, chị Diệu Diệu Quy Nhơn một cái eo đi em. Chị Kim Dung L. Diệu Quy Nhơn này Dương Minh Anh. Chị Kim Dung L. Ok L. Chị Võ Tính 2X. Ok 2X. Chị Kim Ngọc L. Ok em Bảo chị Ngọc em. Ok em Bảo gắn bó với em mười mấy năm luôn đó các chị. Hai cái đều. Ok hai cái đều. Nhiều những chị khách rất là nhiều luôn. Cả bao nhiêu cả 100.000 người vậy đó. Gắn bó với em cũng cả gần chục năm rồi. Thế nên mà em phải đổi luôn theo ý của các chị. S mời em nha. S mời em. Chị Đỗ Lan ít eo. Chị bé lên xe em lấy rồi nha. Chị Vân Phạm Thị S em ơi. Ok S. Chị Phạm Thị Nhã L. Ok L. Chị Lê Đỗ ơi cho em số điện thoại nè. L. Chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên XL em. Ok XL. Chị Linh Lan 2X luôn. Ok 2X. Minh Anh lấy chị Diệu hay quên. Chị Hoa Xương Đồng XL. Ok XL. Chị Lâm trên L. Ok L. Chị Phương Hoàng M. Ok M. Chị Dạ Thảo S. Ok S. Chị Mẫu Đơn XL. Rẻ quá XL. Chị Hoa Chương Thị Quỳnh S. Okay, chị Lê Đỗ M. Ok M. Chị Bảo Chi Đoàn M. Ok M. Chị Linh Ngô M. Ok M. Chị Nguyệt Lê ơi cho em đầy đủ okay, chiều cao cân nặng luôn. Mẫu này là tháo dây kéo đằng trước ra được, mặc rồi được, mặc liền được nha các chị nha. Chị Su Xanh Nguyễn L. À cho okay, em số điện thoại chứ ơi, để lại số điện thoại giùm em. Chị Quỳnh Tiêu M. Ok M. Quỳnh Phong siêu đẹp luôn. Chị Nguyệt Minh Phạm XL. Bụng em là mở kính ra quần con siêu đẹp luôn. Chị Bảy theo. Mặc là không nhìn chị Bảy keo hả? Bảy ơi, Bảy mua hai cái hai mẹ con mặc. Bảy ơi, đưa cho Hiếu chị rất là đẹp keo nè. Đây là các chị ơi. Chị Na Na, chị mặc vừa em mờ nha. Chị Phạm Thị Nhã L em. Ok L. Chị Dạ Thảo em lấy chị rồi á, chị Bành Thị Mỹ Thanh 2X. Ok 2X. Chị Phượng Nguyễn L. Ok L. Chị Hạnh Nguyễn 2X. Ok 2X. Chị Hương Nguyệt Hồ 2X em. Ok 2X. Chị Luyến Thái L. M. L luôn M L. Ok L. Chị Thảo Hồ 2X em lấy rồi nha. Chị
Chị Lê Đỗ em mời em lấy rồi luôn. Chị Hạnh, chị Huỳnh Hạnh size S em ơi. Chị Hương Nguyễn size S luôn. Bộ này giá tiền là 640k. Chị ơi chơi lớn luôn, còn 500k bộ này nha. 640k. Từ S tới 2 chị em. Em muốn chị ân cho các chị một cái gì đó. Tại vì lâu rồi không gặp các chị. Nhớ lắm, nhớ lắm luôn. Rồi chuẩn bị lên bao mới. Gọi điện thoại trực tiếp đặt hàng các chị ơi. Giá giảm là em chỉ áp dụng trong cái like này thôi nha. Ngắt like là hết giảm các chị. Đặt hàng luôn, đặt hàng liền giùm em. Từ size S tới size 2X 46kg tới 68kg giùm em. Chị Phượng Trương 2X em ơi. Hết 2X rồi các chị. Chị Hoàng Thái M. Ok M. Chị Thúy Hồ XL. Ok XL. Chị Cao Tiết XL. Ok XL. Chị Đặng Thanh Trang L. Ok L. Chị Lệ Quyên M. Ok M. Chị Hồng Phúc Nguyễn ơi, mình vừa M nha. Hết 2X rồi chị. Chị nào đặt 2X nốt đơn nha. Chị Yến Ngọc. Ok rồi, hết kêu luôn. Chị Yến Ngọc M em ơi. Ok M. Chị Trinh Nguyễn L. Ok L. Chú chị Trà Giang ơi, nãy giờ không thấy chị luôn á. Chị Nguyễn Thảo đặt size gì vậy? Nhanh chuẩn bị lên bao mới ha. Cho chị bao một cao mới lên đó. Chị Hằng đang mặc là size S đó các chị. Chị Hà Lê một bộ S luôn em. Hà Lê bộ S. Okay, chị Quỳnh Lu ơi, hết size lớn rồi. Em nốt đơn lại nha. Không? Bây giờ là em chỉ còn S, M, L, theo thôi các chị ơi. Tới 63kg giùm em. Chị Tâm An ơi, chị mặc vừa size S nha. Hết bên đó. Dạ nói chung là không dễ nhưng mà phải thoải mái. Để đây hồi ăn luôn mọi người. Để nguyên một trường cái nè, hay ra nè chứ. Để nguyên cái trường ở trong đó là. Chị Phương Huỳnh một bộ size S. Hư hết cái móc của tôi. Chị Phương Huỳnh size S em ơi. Chị Phương Kim L. S, L. S. Chị Hoa Trần M. 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 Đen tay em. Chị Hạnh Mai M. Ok. Chị bé Tư ơi, đầy đủ chiều cao con nặng giùm em. Chị Hân Hân nãy giờ không thấy chị luôn. Chị Ngọc Hiền đặt S cho em, xin số điện thoại đi kèm luôn. Chị Ngọc, chị Nhung Đinh đi eo. SML chứ ơi. À rồi, hết đi eo luôn chị Nhung Đinh ơi, còn SML 3 size. Ê, mình à, kêu gì chẳng bị tiếp. Chị Quỳnh Lu ơi, đặt hàng mà em không có chốt là em không có thấy á. Chị PT Hồ em M. Ok M. Chị Thanh Phương size S. Ok S. Em chỉ còn SML thôi nha các chị ơi, hết size lớn rồi. Chị Hồng Nhung M, M. Rồi, em mời chị nè. Hello, kia đây, ok. Chị Ngân Nguyễn ơi, nãy giờ không thấy đặt hàng luôn. Chào chị Quyên Đoàn, lấy chị Quyên Đoàn L đi em. Ok chị. Được tiếp. Chị Kim Loan M luôn. Ok chị. Ai trời ơi, tôi chết tôi rồi, thịt tôi mở mở. Ai chủ tài em mở đây, em mở đây, 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 em kia là bóp chết luôn rồi, con ơi. Chị Linh Võ M đi em. Ok chị. Chị Ngọc Quyên M luôn. Ok chị. Tiền. Các chị ơi, mẫu này là SML. Chị Trinh Nguyễn size S, ok chị. Chị Dung Thạch M. Cái này không phải em gái, không phải phụ nữ, nó là đàn ông nha chị. L. L. Thẹt em một cái mở đau. Chị Phạm Thu Cúc L. Ok L. Chị Thu Nguyễn, chị mặc vừa M nha. Chị Chép Hóc Lê L. Ok chị. Rồi, sắp chị Ngân Nguyễn M. Ok M. Chị Hằng đang mặc S đó chứ ơi. Em còn SML 3 size tới 57kg 58kg giùm em ha. Giá tiền 640 giảm còn 500k. Chị My Trần ơi, nãy giờ không thấy luôn á, ghi lại giùm em đi. Chị Trà Giang ơi, chị nặng bao nhiêu ca bao nhiêu? Mẫu này là 640, chơi lớn luôn còn 500k nè. Chị mặc lên nhìn eo lắm, dễ thương mà vải mát cực kỳ mát luôn. Chị Khánh Ngọc cao nghe cao lê, tôi nghi lắm mà lần nào cũng vậy hết chị ha. Đó, nó cứ vậy em, á. Khách của em đến thử đồ mà bảo thôi mày đừng có kéo nha, mày kéo như vậy giống con thằng hôm trước là chết cô. Chị Hồng Phúc Nguyễn M. Ok chị, hết rồi chị ơi. Riết là các chị đoán được hết rồi, nhà em nó có con lỗi nó cứ làm hoài à. Cười. Trần Lương. Không phải đâu chị ơi, cứ chọc chị em. Chị Hình Xu sẽ ép. Mấy đứa nhân viên nhà em là nó bàn nhau là cứ chọc cho chị chửi trên like. Chị Lan Tùng L. Chị chửi em, chửi tụi nó là các chị chửi em. Thế là nó vô trong phòng thử túng nhau lại cười. Cười với nhau, tức là em chửi nó là các chị chửi em. Bắt đầu là tất nhiên là tội vạ là tại do em. Rồi nó vô nó cười láo lắm. Tết này là khỏi ăn Tết với chị nha con. Bây giờ là còn nha. L, hai bộ size L cuối cùng. Chị Nguyễn Chi bộ em, chị okay. Tuyết Hoàng ơi, L mặc sao vừa. Chị Tuyết Hoàng mua cho ai? Rồi còn bộ chắc L chị mua cho ai á, bỏ qua đi. Lên mẫu mới em ơi. Rồi chị Hà Lê ơi, em chốt rồi. Dạ đúng rồi chị Hảo Hồ, có chị kéo làm sao quá. Chị đi, bụi ơi bụi. Rồi mất tí ra. Tí nữa chết em chứ chả vừa. Em còn một bộ size M. Ủa, qua đi chị. Lên em, lên cái bao nó bê cái bao lên đây để khu
Chị Thúy Hoàng mua, họ không có size mua cho cháu luôn. Ok chị. Ok, Thúy Hoàng em lấy cho chị rồi. Dạ, kem dưỡng ngày và đêm chừng nào có hàng hả chị ơi? Cuối tháng. À không phải, từ từ chừng nào em về em báo nha. Em quên. Ơi lên mẫu mới nha các chị, cái bộ này đẹp quá, giá đẹp luôn. Ơi kê cho chị cái ghế đây nào. Cho đâu không chờ nó ủi ơi. Chị Cao tí hồi nãy em có lấy chị một mỗi theo rồi á. Áo Hàn Quốc đi. Cho chị cái áo Hàn Quốc cái đi nào nhanh lên. Áo Hàn Quốc kìa. Tiếp. Thôi mình đổi dài rồi chị nó là được. Cái size S nha, cái đó là mặt size nhỏ đó, nhìn cái đó là hơi bị to rồi đó. Mặc nó sẽ S rồi chị. Ừ. Cái size S đi. À, chị Thúy Hoàng nó là nhà ta nhiều người đừng có lo. Ok chị, em đúng đâu rồi. Có lo đâu, em chỉ sợ chị mà không vừa thôi à. Nhà ta nhiều người đừng có lo. Ây da, trời ơi, các chị ơi. Các chị chuẩn bị chưa? Các chị chuẩn bị chưa? Để em coi coi áo khoác hay là áo luồn vào nó không có là mặc cái thấy bà luôn. Thanh Anh ơi. Trời ơi, Nhung ơi. Trời ơi, áo nhà, các chị ơi, áo nhà, áo nhà. Áo sân bay đẹp vô cùng luôn. Đẹp lắm luôn. Dạ có chị Hoa Xương Rồng. Dạ, chị Trà Giang ơi em thấy nhưng mà hết size mất tiêu rồi. Em nốt đơn nha, tí có em lấy chị Trà Giang ha. Hết rồi chị Thanh Hằng. Bộ chị Hằng mặc cháy thác lẹt rồi các chứ ơi, không có còn bộ nào luôn. Hết rồi. Sao mà hả Lâm dữ vậy, Lâm lúc cũng đáng không. Trời ơi, cái áo này mặc nó sướng, nó là len nhung nha các chị ơi. Len lông á, len lông dạng như nhung nhung vậy đó, vải mướt. Ôi nhớ cái vòng tay chốt rồi xong đứa nào đòi hết trơn vậy. Bán được cái vòng tay 670. Các bạn chụp hình là phải nói em là phải dẻo vào nên em đang học dẻo. Rồi, giá 72kg vừa em. 48 đến 72 kg. Áo này là rồi, chuẩn hàng Hàn Quốc siêu đẹp cho các chị ạ. Chuẩn hàng Hàn Quốc siêu đẹp luôn. Thu đông các chị mà mặc cái áo này thôi là bá cháy luôn đó chị. Ok đưa áo này chị lấy hàng. Áo lên ngôi nhà nha các chị nha. 540 cái áo này. Áo này là len lông phải hơi dày và cái form đó là form dài nha các chị nha. À ok cô Tuyết Hoàng ngày mai ta sẽ ghé shop ha. Ok cô chào đón cô luôn. Mai em nhớ ghé nha. Em là ngày mai em có ở shop để em gặp chị. Mai có là phải đến mấy đen á nha, Tiết Hoàng. Chị Linh Lan một áo đi chị ơi. Áo này, áo này giá tiền 540, áo này đẹp chị ơi, áo sân bay nổi tiếng nhà em luôn. Đúng rồi chị Thùy Dương, vải mốt nè chị ha. Nó là len lông á nhưng mà em thấy nó cũng chẳng nóng gì mấy, mặc rất là mịn luôn, mặc đã lắm chị ơi. Chị Linh Lan một áo em lấy rồi nha. Mất mơ hả chị Tường Vân? Trời ơi là thèm mất mơ. Tự nhiên nhắc chị thèm quá chị. Chị Thu Bích một áo luôn. Áo này đẹp lắm chị Thu Bích. Sắp tới Tết rồi các chị đợi mất mơ. Áo này dài đây này chị này, mặc cái quần leggings được này. Chị Lê Hanh một áo luôn chị ơi. Đẹp lắm, dưới tiền, chụp dưới tiền. Chị Lê Hanh một áo chị. Ok em. Chị Kim Phượng một áo luôn. Ok em. Chị Nguyễn Hạnh một áo luôn chị. Ok. Hả sang bấm thẳng mua nhà không mà mua áo. Nhà nữa. Nhà nữa ra đây ôm lên cho cô tin. Sinh nhật mày đóng mắt thì cả 100 triệu. Nhắc nữa. Mày trả từ đây tới khi nào hết 100 triệu rồi thôi con. Đưa lắm vậy, ôm được không? Mấy cái nhà em? Ông cho là mấy cái nhà chị? Trang Vy Đặng Thùy ơi, cho em xin số điện thoại đi kèm nha. Chị Như đổ một cái nhà đi chị. Như đổ mua nhà luôn. 540 chị, áo này là dưới 75kg thoải mái luôn. Em thì các chị hoàn toàn yên tâm rồi. Những cái hàng này là toàn hàng kén cho các chị thôi. Đưa chị tiền. Bụng em to dữ lắm á, chị cao tẹt. Em đang bắt đầu xài gom bụng lại rồi. Chị Jenny Nguyễn một áo chị. Chị Lan Anh Trịnh ơi, cho em xin số điện thoại đi kèm luôn nha. Áo nhà này là 540 chị. Em mua nhanh vì rất là đẹp. Có chị Tô Ma, em có chị Thăm quần mắt ok lắm á chị. Chị Trung Thái ơi, em thấy. Ngoài đâu? Lấy. Ngoài xong mới chạy ra lấy luôn, không cần lấy hàng kia. À, cô Tuyết Hoàng vậy hả? Giờ mốt phải đổi lại rồi. Cô Tuyết Hoàng 62 được, tuổi. Chị Vinh Vinh làm sao mà chị làm sạch ở dưới chân mi đi. Sau đó chị xài dưỡng mi cho em, đảm bảo là các chị ơi. Lần này em rất là tự tin vì các chị sẽ có một làn mi rất là đẹp. À rồi, có kem đa năng Tô Ma luôn. Kem đa năng 350k. Tuyết đặt hàng đi chị. Áo nhà này em còn
còn vài chiếc, chị nào chưa đặt được áo không chị ơi, 540k dưới 75kg giùm em nha. Chất liệu vải là len lông siêu mịn và siêu co giãn luôn. Chị nào lấy áo này ghi cho em số điện thoại đi kèm ha. Có chị Tô Ma cho em số điện thoại, bên em gọi tư vấn cho. Áo này đẹp lắm các chị ơi, màu sắc rất là đẹp luôn nha. Chị nào thích áo ngôi nhà này ghi cho em là áo nhà nè, kèm với lại số điện thoại giùm em. Đồ đoàn hôm nay nhiều vô cùng, biết quay bao giờ cho nó hết rồi các chị ơi. Không biết quay bao giờ cho hết luôn. Đồ hôm nay nhiều nhiều, ôi là nhiều luôn. Báo Tháo ơi chị coi. Nói giờ là hiểu không, đừng gọi ra đây á. Ok chị Diệp Thu một cái nhà. Em còn mấy cái nhà các chị rinh luôn 1, em đi các chị. 2, 3, 4, 5 cái nhà. Chuẩn hàng cao cấp cho các chị. Dạ chưa có gì hàng trần. Ok chị Diệp Kiều một mặt nàng ngủ tổ yến luôn. Ôi cái vòng này em có mỗi mẫu 2 cái. Mỗi mẫu 2 cái á Nhung. Chị Kiều hoài hết rồi. Chị lấy về mỗi thứ, à mỗi mẫu 3 cái nhưng mà chị lấy mỗi mẫu 1 cái. Mình ăn giá nhiều nè. Này chưa có giá đâu, hàng này hàng xịn. Làm giá rồi á chị. Hàng này hàng xịn á, đẹp lắm. Chị áo dài chị. Lê Thanh, một cái áo nhà. Ôi chị Lê Thanh, một cái áo nhà chứ không phải một cái áo dài. Một cái áo nhà đi chị. Áo nhà 540 chị Anh Na Nguyễn. Vòng đẹp tay bánh ba cha em rất ơi. Là kén cái này nhưng mà đợt này em cầm lòng không nổi tại vì đẹp quá. Hôm nay cái này qua là em chọn năng. Mỗi mẫu được ba cái. Ma. Đâu rồi anh ơi giá? Mỗi mẫu ba cái. Giá. Mỗi mẫu ba cái thì chị lấy mỗi mẫu một cái rồi thì còn mỗi mẫu hai cái. Tức là hôm bữa bán một cái rồi, ở đây còn này hai cái, cái này một cái. Còn cái bán rồi. Cái này đẹp quá. Đẹp quá các chị. Cái vòng màu hồng như tiền bên anh, vòng màu trắng như tiền luôn. Trời đẹp lắm luôn á. Đẹp. Đeo cho chị tiếp. Tiếp, tiếp, tiếp. Đúng là hàng hiếm á chị ơi, mỗi mẫu có cái hai cái à, đẹp lắm. Hàng xịn nhá các chị nhá, ở đây hàng xịn. Em lấy về tại vì lấy nhiều nó mới cho giá sỉ. Nên em về em cũng bán rẻ cho các chị. À chị à. Chị Nguyễn Bảo Ngọc nè, hôm bữa xuống lấy hàng con bé thấy mắt chị thăm quần kêu mua về xài bữa nay gần hết, da mặt thì xài serum chống nắng, hôm nay là da ok hả chị ha. Đúng rồi các chị cứ tới em đi, cái gì cũng có cho các chị hết. Cái vòng tay màu hồng bao nhiêu đọc đi, vòng Pandora chị, cái vòng màu hồng, cái hạt màu hồng là 2.410.000, còn cái vòng màu trắng là 2.720.000. đẹp quá. Cái vòng đó chị nhớ là chốt rồi mà. Chốt đủ giấy luôn á. Vòng lắc 607 á. Mở đơn vô đi nha. Vòng màu hồng là 2.410.000 nha các chị nha. Vòng màu trắng là 2.720.000. Vừa mới nói khỏi mồm xong. Chị đừng có kêu tiếp được không chị? Kêu đứa khác đi chị. Đó này con này này. Kêu đứa này là biết làm chuyện biết làm. Nó phá banh cái dòng của em đó. Trời ơi nó đẹp lắm. Cái gì nữa? 2.410.000 mua hả? Đẹp quá. 2.720.000 em. Vô duyên dễ sợ luôn á. Em không có duyên ghê. Lấy bán cho nó cái màu trắng chị ơi. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Xuất sắc đẹp hơn cái của em đeo nhiều. Em có mấy trang mà. Nhiều trang là trăm xịn không à. Cái này trăm xịn không à. Các chị coi cái trang mà. Đẹp lắm các chị. Toàn trắng xịn chị nhau. 2.720.000. Trời ơi tôi báo giá rồi mà. Đẹp bá cháy luôn. Chị có mọi đứa cái đó. Dạ ok chị Linh Lan sẽ lưu ý đơn hàng của chị Linh Lan nha. Chị Lê Thanh tội tiếc quá. Trời ơi em nói là tính đàn ông lắm. Chị ơi không làm gì cẩn thận tỉ mỉ đâu có chửi hoài hả. Rồi lên tiếp em ơi. Ok chị Trinh Trần, một mặt nạ ngủ tổ yến và một viên uống nhau hai cừu luôn. Mặt nạ tổ yến các chị phải mua nhanh nha, mặt nạ tổ yến em sắp hết chị rồi. Chị Trà Phúc Hồ lấy cái màu hồng với anh. Mai em hết là phải tháng 12 mới về. Đẹp lắm chị Trà Phúc Hồ, tháo cái bên trên nữa cho em. Cho anh ra đơn đi. 63834. Cái gì? Giống nhau á, người khác cái sổ sắp đặt thôi. Tí mày táo mày dạ đơn đi. Khỏe không chị? Bữa đâu có lên đâu em ơi. Ơi. Không lên chơi. Trời
À chị Linh Lan áo sân bay tiếp à, vẫn muốn mua áo sân bay nhà em à chị. Nhưng mà em tươi hồng lấy cái vòng màu trắng. Ok cái chị luôn. Này ra này. Hiểu chưa? Chị là em chỉ còn có một cái màu hồng thôi, cái chị ơi, cái vòng màu hồng là 2.410.000 nha các chị nha. Em có cái áo sân bay này. Phấn đó, chị yêu chưa? Giá áo chị Hằng đang mặc giá tiền là 540 chị ơi. 540k. Phải đẹp lắm. Dưới 75kg thoải mái luôn nha các chị nha. Dạ, em có cái áo sân bay mà em đặt từ lâu rồi. Áo này là em thấy Hàn Quốc nó đặt cái họa tiết này nhiều ơi là nhiều. Được mấy cái em. Đi cho con Phương cho em Phương có điện thoại đi kèm đi chị. Một màu. Trời ơi chị Trang Khánh Nguyễn ơi. Dạ không có chị. Em cứ thấy ăn cho nhiều vô là béo thôi dễ mà chị. Zoom đi. Khách cứ đòi zoom đi. Zoom đi. Dạ bỏ vô. Zoom. Dạ đúng rồi chị My Nguyễn ơi. Tại vì dạ, hàng bên lên, em á khách đặt nhiều. Thành ra là em chốt chị nào là em đọc tên chị đó nha. Mà đọc okay, tên có cái mẹ gọi cam. Sau đó thì em sẽ đưa các chị đi khui hàng. Tại vì đó hôm nay hàng về rất là nhiều. Zoom ok chị zoom. À zoom đi ý đâu rồi? Đi trốn rồi chị ơi, nay ốp rồi. Khó thật. Zoom đi. Không biết là zoom ở cái bao nào đây nhờ. Ok, dạ đúng rồi chị Hậu Như ơi, cái mặt nạ ngủ tổ yến là zoom nó nằm trong bao nào nha các chị. Mặt nạ ngủ tổ yến là để qua đêm sáng mới rửa mặt lại nha chị nha. Xài hay lắm á chứ. Trời ơi chị Đỗ Lan, em ship em trả nợ rồi mà có thể là hàng chưa tới nhà chị thôi. Em mới trả nợ cách đây 2 ngày thôi à. Chị có cái gì nhà em cũng có đó, chị mở nhọn cứ từ từ nha chị nha, em sẽ lên hết luôn. À em cảm ơn chị Phương Nguyễn nè, mới nhận được mặt nạ ngủ tổ yến rồi. Lọ rất đẹp, rất thích, trời chị xài chị còn thích nữa. Ok chị phát nguyện một cái áo nhà luôn. Chị Quỳnh luôn một cái áo nhà luôn. Chị Nguyệt Linh một cái áo nhà hả chị? Để chỗ này. Trời ơi Nhung ơi, Nhung ơi, chết rồi chưa khui hàng nữa. Ôi trời ơi, xuất sắc, đầm cao cấp nha các chị ơi. Đầm này chuẩn tiền Hồng Kông làm nha Nhung. Đát đầm này chắc triệu mấy rồi. Triệu mấy coi là đầm này coi nhiêu lôi hàng ra đi, trong bao nhanh tay. Ôi trời ơi. Khoan đọc giá. Đẹp quá. Sang quá chị em ơi. Chị nha. Trời ơi, đầm đuôi cá phơm quá đẹp luôn các chị ơi. Màu cực kỳ tây và sang luôn. Em có S, M, XL và 2X ạ. Đẹp quá, xá đẹp luôn đó các chị. Đủ size cho các chị luôn nha các chị nha. S tới 2X ạ. 40 hàng cao cấp các chị ơi, chuẩn hàng cao cấp. Giá nhiêu tiền em? 780k chị ơi. 780k. Bảy trăm tám mươi k em thấy là rất là mấp mé, rất là nhiều chị đặt rồi đây ạ. 780k đẹp quá, xá đẹp luôn. Rồi, đẹp lắm các chị ơi, em tưởng đâu nãy giờ nó phải triệu ba triệu tư 780 ok lấy cho các chị 700 nha các chị nha, các chị thấy chị đặt khá là nhiều rồi. 780 giảm còn 700k luôn các chị, em có đủ size S tới 2X. Em chơi banh nóc nhà luôn. Hôm nay chơi tới bến luôn, chơi tới bến luôn. Em đang mặc xe S à. Quá trời các chị đặt, em bắt đầu chuẩn bị nhanh. Em ơi giảm còn 700 nha. 780 giảm còn 700 luôn các chị ơi. Này má đi. S tới 2X nha các chị, 47 tới 67kg à. Các chị em chơi lớn với các chị lâu lắm rồi, em không tri ân các chị. Lâu lắm rồi không tri ân các chị. Ok đàn đi Leo. Chị Khoa 5L chị tiếp ơi. Số lại giá. Chị Hồ Hằng M ship luôn. 700 700.
8 giảm còn 700k nha các chị. S tới 2S 47 tới 67kg ạ. Chị Trần Hằng size S. Ok size S. Chị bé Tư size L luôn. L. Vậy là hết S không chị ơi? Chị Nga Tuyết 2S luôn. 2S. Chị Hoa Hồng Gai XL. Chị Hạnh Nguyễn 2S. 2X. Chị Trâm Bảo size L luôn. Đó chị Hoa Lam L chưa? Mẫu cao 1m50 nặng 49kg đang mà size S nha các chị nha. Chị Dương Tiến size L. Chị Hoa Chu Hiền Quỳnh em hết S rồi chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hiền M luôn. M M. Ok M. 780 giảm còn 700k nha các chị. Em còn M tới 2X ạ. Em chơi lớn với các chị Lê bây giờ lên khui lên khui lên khui lên khui chơi lớn hết. Từ 50 cho tới 67kg nha các chị nha. Em còn M tới 2X. Chị Thi Hoa. Chị Thi Hoa 2X luôn tiếp ơi. Chị Thi Hoa 2X. Chị Hương Thi chị vừa size L chị nha. Màu này đỏ cam luôn các chị ơi. Chị Nga Tuyết XL. Chị Hế Lê size N, M M. Chị Nguyễn. Chị Hương Nguyễn K L chị ơi. L. Chị Lan Ngô XL. Chị Phương Nguyễn L. Chị Loan Nguyễn M. M nữa tiếp ơi. 780 giảm còn 700k nha các chị nha. M tới 2X 50 cho tới 67kg ạ. Chị Khoa Lâm lấy L đúng rồi đúng không? Lấy rồi đúng không? Chị Phương Quỳnh M luôn chị ơi. Chị Trang Vưu size M. Ok tạm hết M luôn. Tạm hết M em. Rồi em tạm hết M luôn rồi chị Hoa Trương Thị Quỳnh ơi em tạm hết rồi chị. Ok chị Nguyễn Thị Hiền nha. 780 giảm còn 700 luôn em còn L tới 2X ạ. Chị Phúc ơi. Từ 53 cho tới 67kg giùm em nha các chị. 53 cho tới 67kg chị Nhung My XL. Chị Nguyễn Lụa XL. Chị Loan Nguyễn, chị Soan Nguyễn L. Chị Quỳnh Lâu 2X. Em tạm hết L luôn nha các chị nha. 1m50 mà em mặc này các chị mặc cao 1m55 trở lên mặc siêu đẹp luôn. Chị Đặng Vi Phạm em hết M chị. Chị Nguyễn Kim Lo chị vừa L em hết size L luôn chị nha. Em có XL và 2X nha các chị nha. Khoảng 57 cho tới 67kg giùm em. Chị Nguyễn Nguyên 2X. Chị Việt Kiều hết L rồi chị. Chị Linh Ngọc XL luôn. Bây giờ còn XL nha. Em chỉ còn size XL thôi nha các chị nha. Từ 57 tới 62, 63kg giùm em nha các chị. Tùy theo chiều cao ạ. Hết 2X luôn rồi chị Nga Tuyết ơi. Chị Thái An hết L chị nha. 780 giảm còn 700k luôn. Em còn size XL thôi các chị ơi. Từ 57 tới 62, 63kg giùm em nha. Form đầm cực kỳ đẹp luôn. Tôm ba vòng cực kỳ nha các chị nha. Màu rất là sang luôn. Hết size L rồi chị Hương Thi ơi. Em còn size XL thôi các chị ơi. Từ 57 tới 62, 63 ký thì hay chiều cao nha các chị nha. Em đang rất là vui nên mà em sẽ có những cái tri ân đặc biệt cho chị em mình. Ok chị Nga Tuyết lấy XL luôn. Chị Vân Hoàng em hết 2X. Chị Vân Hoàng ơi em còn một cái size XL nữa là hết hàng nha các chị nha. 57 tới 62 63 ký giùm em. Em còn một cái size L các chị. 780 giảm luôn 700k nha các chị nha. Em còn một cái size L. Ok chị Lana Nguyễn XL luôn hết hàng rồi chị. Bê bao lên đi nhanh tay. Rồi. Rồi cui ra đi ngay cui coi. Rồi em hết hàng rồi nha các chị nha. Chị nào đặt size em có nốt đâu rồi, có hẹn em sẽ gọi ạ. Ok bắt đầu là cui bao mới chơi tiếp nha chị. Chơi lá. Em có một màu hay chị Diễm Phan ơi. Rất là nhiều mỗi các chị. Hôm nay chị em mình sẽ chơi vui các chị ơi. Chia sẻ like giùm em một cái. Chia sẻ like giùm em đi các chị ơi. Chia sẻ like đi các chị. Có rất là nhiều hàng hot cho các chị luôn nha. Ơ các chị Nguyên Phan một viên uống luôn. Chị nào em có đọc tên sẽ có mấy bạn online gọi điện cho các chị nha. Ok chị Phương Trần. Rồi bây giờ em ra bộ mới cháy điên đảo này. Cháy nhão người này. Dạ vâng chị Phương Nguyễn. Em ơi điện thoại hết pin rồi. Áo sân bay rồi em chúc luôn. Em ơi, rồi. Em ơi. Wow cái bộ này mà ra là báo chắc luôn. Chị báo Lâm điên đảo luôn. Chị Khoa Lâm lấy M, lấy L không lấy M đâu nha. Chị Khoa Lâm lấy L không lấy M đâu nha. Lúc này là chị thấy lấy M ghi vô rồi đó. Lấy sai đó. Ủi nhanh lên. Có cái nào ủi rồi không hả trời. Đi nhanh ơi đưa cái bao lên đây luôn đây. Lên đưa bé bao lên đây. Mình mới bé bao lên đây. Đùa giày ra bê phụ mình nhanh tới đây. Em thấy chị khoảng lặng rồi, em thấy chị Đâm chị hàng đang mặc thì em tạm hết hàng rồi nha các chị nha. Em tạm hết hàng bây giờ em sẽ lên mẫu mới ạ. Trời không biết là ở nhà mình ăn cơm chưa đói quá. Nhanh lên em. Ôi chị đợi em một chút nha. Chị đợi em một chút là đang. Thôi đưa cái đầm cao cấp đây đã. Hết em mời luôn rồi chị Hoa Trương Thị Quỳnh ơi. Hết luôn rồi chị. Trời ơi đưa cái đầm cao.
đi vô trong kia. Đúng rồi chị Việt Nguyễn ơi, nhờ xài cái dưỡng tóc bên em á chị. Còn áo ngực chị Nga Nguyễn nha, chị gọi điện vào phòng online đặt giúp em luôn chị ơi. Em thấy chị Tuệ Nhi ạ. Bông trắng em hết. Em còn vòng màu hồng thôi các chị, em chỉ còn vòng màu hồng thôi. Không cần mát, cái đầm này. Ok chị Trang Thu, áo ngực size 36 và viên uống ạ. Đầm này là Chanel mũ mới ạ, giá tiền là bao nhiêu em? Tới XL nha Nhung. S tới XL 48 tới 63, S là của chị. Ok chị, em chào chị Liễu Đinh ạ. 1.250 S tới XL các chị ơi, chuẩn hàng cao cấp ạ, 1.250. 1.250 nha các chị ơi, S tới XL. S tới XL nha các chị nha. Lắm, hàng chuẩn cao cấp, may hai lớp tỉ mỉ từng tí một. 1.250 S tới XL từ 48 cho tới 63 kg ạ. À. Đẹp lắm. Chưa, tóc một tóc chưa. Ok. Dưỡng tóc là 790 chị yêu. Vòng tay màu hồng. 2.410. Vòng tay màu hồng giá là 2.410.000 nha các chị nha. Cảm ơn chị. Đẹp quá giá luôn. Cái đầm này em nghĩ là nhung mới nhanh. Chị Phước Thanh Lê Trần, một là tôi ý chị sẽ xài một tuần 2 đến 3 lần chị nha. Em thấy chị Nguyễn Nga ơi. Dạ chưa chị Nga Võ ơi, kem đi em chưa về, chị cứ đặt hàng trước hàng về em ship ạ. Chàng sẽ thay mẫu mới nha các chị nha. Đầm này giá là 1.250, S tới XL 48 cho tới 63 kg ạ. Đầm phơm dáng là suông nha các chị nha. Che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Chị nào bụng to che được hết nha các chị nha. Mặt nào tôi yến giá 600k chị Minh Phương ơi. Trời ơi, xài là nổi tiếng luôn đó chị. Dạ có chị Mỹ Kim Trường ơi, có chị. 1.250 chị nha. SML và XL 48 cho tới 63 kg ạ. Đầm quá sang luôn các chị ơi, phơm suông như các chị nha, rất là dễ mặc luôn. Che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn các chị. Hai có hai cái chiếc túi hai bên là ren nha các chị nha, rất là xinh luôn. Đúng rồi chị Cẩm Quỳnh, rất là xinh luôn. Ok chị Quyên đòn sang L. Còn ML XL nha, ok ML. Em còn dạ nó nghe cái gì hết trơn rồi đó. Rồi hết L. M dạ dạ được rồi. Chị Hồng Hà lấy M đúng không? Năm mắt chứ. Còn em mấy năm sao? Chị Hồng Hà ơi, chị sẽ mặc em còn size M thôi chị. Nếu như em M nó hơi rộng tí xíu chị nha. Em hết S rồi. Hết S rồi chị Bé Linh ơi. Chị Nguyễn Hương, chị vừa size XL chị Nguyễn Hương nha. Ok chị Thanh Thủy size L. Còn M XL. Ok chị Kim Dung XL, chị Nga Tuyết XL. Chị Mãi Yêu size M. Chị Kim Dung ơi, chị có một cái XL, chị Nga Tuyết em không có, có cho chị nha. Em hết XL rồi chị. Còn size gì chị? Hết hàng hả chị? Em hết hàng đầm này luôn rồi các chị ơi. Ok chị Nga vỡ một kem đêm chị nha. Dạ có chị Phương Trần ơi, chị cứ xài ham quần mắt từ từ nó sẽ giảm mờ cái bọng mắt của mình chị nha. Ok chị Hồng Hà ạ, đầm này là 1.250, em hết hàng rồi nha các chị nha. Em sẽ qua mẫu mới ạ. Vòng tay chị Hằng đang đeo giá là 2.400.000 nha các chị nha. Lấy bộ báo đi. Báo đi tiếp ơi. Tiếp ơi. Lấy bộ báo nhanh đi. Dạ chưa chị Tuyết Lan ơi, kem đêm chưa có về. Trời ơi, thôi đưa cái đầm cao cấp ở đây quay nốt đi nè. Xong rồi báo xong. Đợi em chút, các bạn đang ủi cái bộ đồ chị, đợi em một đêm chị mặc hết à? Dạ hết rồi chị. Lấy cho chị à, em đang ủi và lên từng đầm chị Tâm Trần nha, em cũng chưa biết có đầm body không nữa chị. Đợi em chút, em ủi em lấy chị cái chị Thúy Linh Trần ơi, chị cho em xin số điện thoại đây, em sẽ kiểm tra đơn cho chị nha. Đầm vừa rồi em hết hàng, bây giờ em sẽ qua một mẫu đầm mới nha các chị nha. Chị bên anh chị em giá. Nó cũng như cái vừa rồi em chị. Lo tài nút đây này của em với nhà cô chị.
Ok chị Thùy Linh, cho em sẽ kiểm tra đơn cho chị nha. Đầm này giá là 1.390.000 các chị ơi, SML và XL 48-63kg nha các chị nha. Hàng may 2 lớp nha các chị nha. Bên trong là lớp lụa. Ôi đầm phơm quá đẹp luôn các chị. Màu rất là tây luôn. SML và XL 48-63kg nha các chị nha. 1.390.000 ạ. Ôi xinh quá luôn các chị ơi. Nha cái phía cổ là có đính những cái hạt rất là xinh luôn nha các chị nha. 1.390.000 đầm này ạ. À. SML và XL 48-63kg các chị ơi. Ok chị Kim Dung sẽ XL. Viên uống chưa có hàng chị Liễu Đinh ơi, chị có thể đặt hàng trước hàng về em ship nha. 65kg chị cao bao nhiêu chị Lê Xuân Hà ơi? Ôi cái hạt nút rất là sang luôn á các chị, như là cái viên ngọc á các chị. 1.390.000 nha các chị nha. SML và XL 48-63kg ạ. Hai cái tay nó phồng phồng rất là dễ thương luôn các chị ơi, xinh cực kỳ luôn. Form cực kỳ đẹp luôn. Ok chị Thúy Nhiên size L. Chị Hạnh Lê ơi, cho em xin số điện thoại em chốt size S nha. Size S kiếm bắt đầu của chị rồi lại bảo không có. Size S chắc chắn có rồi, lại đem 2-3 cái vào ủi rồi lại không có. Cái luôn bên anh rồi. 1.390.000 nha các chị nha. SML và XL 48-63kg ạ. Chị Lê Xuân Hà cho em xin chiều cao cân nặng luôn chị nha. Đúng rồi chị Trịnh Minh Phương quá đẹp luôn. Form cực kỳ đẹp luôn. 1.390.000 SML và XL nha các chị. ML XL. ML XL hả? Ở trên mình đang bài M. ML XL nha các chị nha. 50-63kg giùm em. Chị Hạnh Lê không có size S thì chị Hạnh Lê ơi. Chị Nguyễn Hà M tiếp ơi. Chị okay, Trần Thủy size L. Okay, L. Chị Tất Anna size L ship luôn. Okay, L. ML XL 3 size nha các chị. 50-63kg giùm em. 1.390.000. Okay, ôi màu quá đẹp luôn các chị. Form cực kỳ tây luôn. Che bụng cực kỳ tốt luôn nha các chị nha. Dạ không chị, vào trần chỉ có XL thôi chị. Chị Lương Hân ơi, chị Linh Hân chị không vừa mẫu này nha. Chị Hồng Nguyễn Thu XL luôn chị ơi. Chị Hồng Nguyễn Thu XL. Ok, chị có ML. Còn ML, một cái M, một cái L hết hàng. Em còn một cái M, một cái L nữa là hết hàng nha các chị nha. Hàng này là chuẩn hàng Hồng Kông cao cấp nha các chị nha. 1.390.000. Em còn ML 2 size từ 50-57-58 tùy theo chiều cao nha các chị nha. Được chị Thúy Nhi, chị vừa L ấy chị. ML 2 size nha các chị, mỗi size em còn có một cái thôi. Ok chị Nga vỏ M. Vậy là em còn một. Ok M còn cái L nữa. Còn một cái size L nữa nha các chị nha. Em còn đúng một cái size L nữa là hết hàng. Khoảng từ 54-58kg giùm em tùy theo chiều cao nha. 1.390.000 ạ. Chị thấy lê hết M rồi chị. Em chỉ còn một cái size L thôi các chị ơi. Form đẹp lắm luôn các chị. Form đẹp cực kỳ luôn mà cái màu nhìn rất là tây luôn á các chị ơi. Che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. 1.390.000 em còn một cái size L nha các chị nha. 53-54-58kg tùy theo chiều cao giúp em. Chị Nhi Trương vòng đang đeo là vòng Pandora chị nha. Giá là 2.040.000 ạ. Em tay bộ rung xui để em bảo các chị ạ. Em còn một cái size L nha các chị nha. 53-54-58kg tùy theo chiều cao giùm em. 1.390.000 ạ. Chị nào vừa số ký chưa canh được size cứ để là chiều cao cân nặng em canh size nha các chị nha. Còn một cái size L nha các chị nha. Chị nào mình chưa đặt được thì mình chốt luôn đi các chị ơi. 53-54kg tới 58kg các chị. Chị Tuấn Nga, chị vừa size XL, L chị sẽ ôm chị nha. Ok chị Nguyễn Thúy ạ, em sẽ kiểm tra đơn cho chị ạ. Em còn một cái size L các chị ơi. 53-54kg tới 57-58 tùy theo chiều cao nha các chị nha. 1.390.000 ạ. Chị Hế Lê, chị sẽ vừa xem M chị Hế Lê ơi. Ok chị Bích Liễu xem L chị ơi, hết hàng rồi. Đúng rồi chị Tâm Hà đầm đẹp lắm. Bây giờ em sẽ qua một mẫu dâm mới nha, cực kỳ sang luôn các chị. Em chào chị Phúc Nguyễn ạ. À. Em chào chị Trâm Võ luôn. Em chào chị Yến Nguyễn Thị Hải, em chào em chị Vân Thanh nha. Đi, trời ơi, cái bộ dung xui. Dung xui quá đẹp các chị ơi. Ok chị Hoa Nguyễn một viên uống chị luôn. Không mua kịp các chị đừng chửi em nha. Cho em mãi mãi nhắn tay tí vừa. Nhắn tay nha nha.
M đó.